Chào mọi người, mình là Thiện và hôm nay chúng ta chơi thử hệ thống combat trong game nhập vai tabletop Icon. Bình thường thì mình hay chơi D&D, nhưng mình thích combat ở hệ thống Icon này vì ba thứ. Thứ nhất, các khả năng của người chơi có rất nhiều hiệu ứng phụ có thể được kích hoạt kể cả khi đánh trượt, khiến mình có cảm giác nhân vật mình mạnh và có tầm ảnh hưởng. Combat cũng được xúc tiến trong mọi lượt. Thứ hai, combat không dùng hệ thống initiative mà thay vào đó cứ luân phiên lần lượt giữa nhóm người chơi và nhóm quái. Đến nhóm nào thì nhóm đấy chọn một người để đi. Và cuối cùng là cơ chế limit break trong Icon, giống như một cái ultimate vậy, khiến nhân vật mình mạnh hơn ở giữa combat thay vì khuyến khích xả hết tài nguyên ngay từ đầu. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trên con đường xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Village ở tier chân nhân, Đường và Nuni ở tier hiệp sĩ. Trong buổi này vì chúng ta playtest phần combat của hệ thống này nên sẽ không quá tập trung vào roleplay, không quá tập trung vào việc kể chuyện. Chúng ta sẽ cho rằng mọi người là những mạo hiểm giả đi vào rừng để đến một cái ruin tìm kho báu. Mục tiêu rất đơn giản như vậy. Trên đường đi, mọi người đã gặp những con quái thú, không? Trông thì cũng có phần giống các cái con thú vật bình thường, nhưng mà đã bị các cái ma thuật của vùng đất này biến đổi, có vẻ là mạnh mẽ hơn nhiều. Và bọn này khi mà thấy mọi người thì lăm le muốn tấn công làm thịt. Đây, objective của combat này là fight for survival. Combat thứ hai thì cũng sẽ có objective hơi khác một tí. Trong cái này thì chúng ta sẽ đánh đến khi nào phân thắng bại, một bên gục ngã hết thì thôi. Trên bản đồ này mọi người có thể thấy một vài ô Thiện đã khoanh màu xanh dương vào. Đấy là những cái hố, khoảng cách cái hố đấy là -2. Tuy nhiên trên bản đồ thì mọi người có thể thấy ví dụ như cái phần này, tại vì cái bản đồ nó là nhìn theo perspective nghiêng, có thể gọi không hẳn là hố, đây là cái tường leo lên. Nhưng mà để cho đơn giản, chúng ta quy ước với nhau tất cả các cái vùng mà Thiện vẽ như này technically là cái hố. Và di chuyển ví dụ từ đây lên đây là sẽ tốn một ô thường cộng với 2 để leo lên. Tất cả đi ra khỏi cái hố là như vậy. Trong hố sẽ là nước và là difficult terrain. Mọi người có câu hỏi gì về map này không? Trong này là ngoài mấy cái đó là không có object gì hết nhỉ? Tất cả những ô cam này là cây có thể leo lên được. Chúng đều là cộng 2. Còn câu hỏi gì về map, về quái? Những quái mọi người nhìn thấy, cái viên của nó chính là màu tượng trưng cho con quái đó. Mọi người thấy tên của cả quái đúng không? Mọi người nhận thấy bọn này đều là quái elite cả. Là quái mạnh hơn mỗi con bình thường. Mọi người có thể chọn được vị trí của mình đứng ở trong vòng ô màu xanh là cây. Từ đây đến đây, có thể đặt token của mình bất cứ ô nào trong đấy, không trùng với nhau. Rồi, chúng ta bắt đầu với combat của Icon. Lần playtest đầu tiên Thiện dẫn. Thiện đã chơi playtest chơi một lần và thấy nó rất là hay. Hy vọng là hôm nay mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái sự hay của nó. Phe người chơi đi đầu tiên. Ai muốn đi trước? Trên bản đồ mọi người thấy một con heo rừng và một con chim falcon. Không biết tiếng Việt là gì? Chim cắt. Yeah. Mình là mình nên để cho những quen các bạn là đi trước nhỉ? Nếu mà ai có ai thực sự muốn đi trước thì có thể nói lên. Còn nếu đợi một lúc không thấy ai nói gì thì ai cũng có thể claim được. Rule thumb. Nếu muốn đi trước bật cái aura lên không thì cát xin đi trước. Có gì thì em mình đi trước được nha. Trước khi mình tạo ghi sở. Ok. Di chuyển là 4 ô, 1, 2, 3, 4. Rồi xong sau đó là tạo một ghi sở ở trong video action để dùng tạo ghi sở. Ok, copy paste hiệu ứng vào trong chat. Copy paste khả năng vào trong chat. Ok. Production, object summon. You awaken the water as a lying dormant in the land of sea, causing it to surge up in a vigorous burst. Object effect, summon a height 1 geyser effect in a free space in range 4. If any character either starts or ends a turn on geyser, you can cause it to erupt, remove that character on the battlefield and placing them 1 or 2 space away. Start or end their turn, okay? Then remove the geyser effect. After the geyser is removed, summon a source spy in this space. Hiện tại chưa có infuse đúng không? Dạ đúng rồi. Nhờ mới okay. Có một infuse aether. Okay. Rồi, geyser đấy. Bên cạnh mình còn một action phải không nhỉ? Đúng rồi, còn một action nữa. Vậy thì mình phải tiến tạo thêm một cái sở nữa đây nhá. Không thể lặp lại action. À không thể. Tại vì em enter bởi vì chuyển cho tới tầm đánh được. Ok, để Thiện recommend một thứ nhé. Mình luôn luôn có những khả năng cơ bản mình có thể làm. Dash
hoặc là tấn công thường. Một nhân vật luôn luôn có hai khả năng tấn công, một là tấn công nhẹ dùng một action, hai là tấn công mạnh dùng hai action. Range cơ bản của một right, một nhân vật màu xanh lam là 6. Thì Thiện thấy hiện tại địch đỏ con boar này ở nằm trong range. À, có muốn dùng tấn công nhẹ không? Light attack. Thế là cho em hỏi chút là cái boost vigor, cái boost mà cho THP thì cái đó có là basic ability không? Basic thì sẽ điểm qua các basic ability lượt. Basic ability bao gồm có move free action, dash một action, interact với object một action, rescue cứu người khác tỉnh dậy một action, basic attack gồm có light và heavy, recover là cure bản thân thêm THP đấy. Vậy coi như là em light attack như cái con berserker nha. Ok, lan đi 20. Ok, đang load. 19 trúng. Có exit gì không? Đây là một đòn đánh cơ bản thì sẽ không có hiệu ứng gì cả. Chỉ có đam thôi. Lăn đây cộng fray. Dạ D8. D8 đi. Cộng xong là cộng chạy luôn. Cộng fray. Fray là 3 đúng không? Dạ đúng rồi. 7 đam. Ok. 7 đam. Hiện chạy có thể. Nó có một khả năng basically là armor giảm 2. À mắt. Nó có armor. Yeah. Armor đó thì có armor. Còn 5. Nó nhận 5 đam. Ok. Rồi em turn up. Em có muốn miêu tả cái đòn tấn công của mình trông như thế nào cho flavor? Miêu tả rất là là thrust là tạo ra tác ứng vậy và ngắm tạo ra một cái viên tên làm từ nước và phóng thẳng vào con lợn đầu kia. Cái viên kia cái hố. Ok. Và cái đòn tấn công đòn nước này bay đến cái con lợn rừng kia. Nó bắn vào phần lông của nó. Tóe ra con lợn này có vẻ như là trúng rồi mà nó không hề hấn gì lắm. Mọi người đều nhìn được lượng máu nữa. Thiện để available hết cho mọi người nhìn. Đây được rồi. Tiếp đến là sẽ turn một cái địch. Nó sẽ vườn đây. 1, 2, 3, 4. Dash 1, 2. Sẽ dùng khả năng Blood Regression lên khu vực này. 1, 2, 3, ô. À, em Thiện ơi, em xin lỗi là em quên mất là cái khả năng cái tay nguyên tủ sơ mật của em. Nó mặc định là ngay khi bảo không bắt làm được có liền đúng không? Cái con Selkie. Ok, em có thể đặt con Selkie ở đâu? Con Selkie cỡ bao nhiêu? Con Selkie là em mua đầu là nó sẽ kích em trong vòng range 2 lúc đầu. Rồi sau đó khi em kết thúc turn là nó sẽ di chuyển. Di chuyển đi em? Lúc đầu là em ở chỗ ô này đi. Đúng rồi. Ở ô này. Rồi đặt đi và di chuyển đi. Đặt đi di chuyển là em di chuyển 3, 2, 3. Rồi sau với con Selkie là quân con nhân vật của em đi theo. Và đặt nó di chuyển lại gần về phía bên này. Con xe kia là có thể trúng ô hoặc là ngoài ô được. Nên là ngoài ô được nên là em bỏ nó gần nó di chuyển con của em là phía bên này. Rồi sau em kết thúc lại. Ok. Con này vẫn sẽ làm khả năng tương tự. Chúng ta sẽ lấy cái đầu tiên Thiện Lan. 4 trượt. 3 cái ô đấy là 3 ô trong... Oh wait. Con xe kia có target được không? Intangible. Someone intangible. Trong lúc rảnh thì paste cái Saki và Du Anh nhé. Được, actually đường đấy là nó không thể với tới được. Nó kết tên. Ai muốn đi tiếp nào? Thì ra là Summon vẫn target được nhưng mà không nó không ăn đam anh. Summon vẫn target được đúng không? Ok. Yeah. Ok, thế thì sẽ thế này. Nó vẫn sẽ target và nó sẽ bị slash, sao là không liên quan gì lắm. Và bị soft 1. Bây giờ cần immediately rush 1. Rồi, người tiếp, người chơi. Đấy là kiểu nói muốn nói chuyện chứ. Đấy là kiểu cái game này mình nên bàn trước khi mà kiểu mình ác á. Tại mới nãy hỏi là kiểu mình nghĩ là mình tính đi trước. Mình đi trước thì mình lời được hai cái power, hai cái điểm power đây. Đấy là nó bây giờ nè đi trước thì nè sẽ làm gì? Đẩy ngay xuống bít à? Đẩy chắc chắn là không được rồi. Không thể kéo được, chỉ có thể đẩy thôi. Nhưng mà nếu mà để đứng vào được cái vị trí để đẩy thì nó quá xa. Đó. Với lại nếu mà bây giờ bật cái aura thì cũng không có con nào tới kịp để mà tấn công mình. Và trên map thì hiện tại chỉ có mất 2 con thôi. Cái con Berserker cũng mới đi rồi. Cho nên lượt tiếp theo sẽ tới con Helion kia. Thế là có thể chạy qua cái chỗ mà ông gì đang đứng nữa. Rồi xong bật aura lên. Ở đâu á? Ping cái trên bản đồ. Xong cái chỗ ông cái mặt á. Tới đây à? Một nốt cho mọi người. Tất cả con Elite có 2 turn trong một round. Bởi chúng ta có 4 player, có 2 turn. Ok. Nói vậy thì cách nghĩa là cách nên đi trước. Muốn đi trước chứ không? Muốn đi trước để bật cái humor lên để mít để vậy.
cái humor làm cái gì coi. Ok rồi, you stand. Cái humor làm cái gì? Cái gallow humor đúng không? Ừ. Nếu vậy thì có thể này sẽ vô trước, vô tiếp theo để mà bật cái mà ai sẽ bị đánh ta. Không biết lấy được mình sẽ cỡ lên tay. Đợi chút, kiểu bây giờ nó vẫn đang là bây giờ mình vẫn đang là một ở rau đầu thì mình đang là một một cái gì đó nhỉ, cái gì để xài để mình break thôi. Resolve. Bây giờ mình đang một resolve thì cắt đi trước nha. Cắt sẽ Cavali đánh con đủ tầm đánh con chim ta. Ủa, cái chỗ của con heo nó có rambat hả anh? Đúng rồi, xung quanh đó. Xung quanh con heo có rambat. Anh Thiện cho em xin cái dòng để em biết chỗ nào có rambat được. Dạ, để Thiện cho nó một cái aura rampart. Oh my god, that's not it. Ấm lắm. Rambat đầy khủng quá. Bắt đủ hết rồi, cái chiều của mình. Tí hồi đầy là được. Để nó cho nó. Nếu như mà ability nó không có ghi attack rank thì nó sẽ là attack rank của... Đó là ô bên cạnh. Không, nếu nó không ghi attack range thì là bên cạnh. Còn nếu nó AOE thì nó sẽ ghi loại AOE gì, line hay là arc hay là burst. À, anh Thiện ơi. Nếu mà có một ability mà cho phép mình di chuyển kẻ địch thì mình sẽ di chuyển orthogonal thôi đúng không? Sẽ không đi nó sẽ nói rõ ràng. Soft thì luôn luôn là xa khỏi mình hơn. Thẳng, em hiểu thẳng mà... xa khỏi mình. Trừ khi nó nói soft any direction thì mình mới được chọn. Ok. Không, ý em là kiểu như là ví dụ như vậy đi. Nếu mà em soft con berserker này á, nếu ví dụ như em đứng đây đi, em đứng ngay bên trái nó thì em sẽ soft nó như vậy là ok rồi, mặc định rồi. Nhưng mà liệu em có thể soft nó như vậy hay không? Tại vì nó vẫn là đi xa khỏi mình. Default của anh soft là vẽ một đường thẳng từ em ra nó rồi vẽ tiếp. Nếu em đứng chéo đi thì nếu như em đứng ngay từ đây thì em soft chéo được. Được, okay. Chéo được. Tất cả mọi ability, cái range của nó mình tính chéo được. Soft cũng chéo được, chỉ có di chuyển là vô góc. Cái tầm màu đỏ này là không vô được đúng không mình? À, vô được, nhưng mà không ra được. Rampart, để Thiện đọc lại nhé. Rampart là kẻ địch không thể đi vào hoặc đi ra những cái ô mà có rampart này bằng cách dash hoặc là fly hoặc là teleport. Đi thường được. Đi thường được không? Nhưng mà đi thường thì bị slow bởi engagement. Engagement là một cái mà tất cả mọi người đều có. Đi bên cạnh thì bị chậm. Lam này cũng để đi qua Rampart mà không trigger gì cả. Cái gì trước nhỉ? Nói vậy, nếu mà em kiểu em mua chém qua thì có đụng ở cái gì chỗ, ở cái gì ngoài cùng, chỗ em đi qua. Em di chuyển thử xem. Em thử di chuyển anh xem như thế nào. Vẽ đường đi. Vẽ đường đi. Đi chéo được khỏe. Nếu mà em không đi vào hoặc đi ra ô đấy thì sẽ không gặp vấn đề gì. Đi chéo như thế không vấn đề gì cả. Đi chéo thích thật nhé. Cái này không cần chém giết. Suy nghĩ. Chơi game này tự nhiên thấy đi chéo sướng thật. Không, tôi không đi chéo được. Teleport được. Đi chéo được hả? Đúng rồi. Tập hồi tí là chéo kia cũ vào đó được thôi. Tôi không đi chéo được. Teleport được. Ok. Đi chéo nha. Ok. Action 1 bọt ra là mờ. Ok, copy paste vào row 20. When the enter is sent, ok. Cái này là tất cả mọi người trên battlefield không có range. Rồi. Cho một cái biểu tượng stance thì cái nào trông phù hợp nhỉ? Đây, đây là action bình thường. Standard move, action 10, standard move. Sau đó thì action thứ 2. Action thứ hai, Cavalier. Action. Em rồi. Sẽ mua từ đây lên đây. Con chim một ô. Sau đó em sẽ mua sang sai cái move mình rồi là em... Cái đấy chưa vuông góc em nhé. Nó sẽ phải đi như thế này. Chọn thế này. Vậy gì cũng được. Thế là nếu mà ở ô này á, thì nó sẽ qua đây. Nếu mà ở ô này nó sẽ qua đây. Cái này đây không phải là vuông góc. Nó yêu cầu phải vuông góc. Đi như con mã ấy. Kind of. Thì cái bot mới chơi cờ. Chơi cờ thật. Dùng góc nữa chứ. Không thể mua chéo. Chéo bằng cái hành động này. Không cho mua chéo. Không cho mua chéo. Cái hành động này á. Chéo được. Theo anh đọc thì là chéo được. Cardinal direction là hướng đầu tiên. Và cái hướng thứ hai phải vuông góc về hướng đầu tiên. Thì nếu mà em đi thẳng thì sẽ phải đi như này hoặc như này. Nếu mà em đi chéo thì tiếp sẽ đi như này hoặc như này. Thì bây giờ em đánh cộng 1 ấy là bull ronde
Rồi ok, em có bull à? Nếu mà có bull thì lăn thêm B6, còn nếu không có bull thì lăn D20. Bull là từ khả năng nào vậy em? Dạ. Bull là từ khả năng nào vậy em? Cái cavalier đấy cho cộng 1 bull cho em cộng đi trong sách qua chơi dễ. À ừ, anh chưa, anh không thấy cái cộng 1 bull. Ok. Chắc là em copy thiếu. À, cái bull này lại từ đồ đầu tiên. Ok. Cảm ơn em. 24 chục và 20 trở lên là crit. Em thể lăn 2D cộng fray. Sẽ crit mà mọi người bình thường bình thản người ta. Rồi, crit này không bình thản nha. Crit này thì là thêm một cái D8. Cái D mà D8 là 12 đam. 18 đam, đây là crit mà. À quên crit, chứ không phải là A bonus. Rồi chắc em hết tên. Ok. Với lại con Helion nó bị daze. Daze. Daze em remind là anh hiệu ứng là gì? Đây là bị một curse lên này. Ok. Wow. Tất cả attack luôn. Và tất cả attack có, nó có nói bị daze đến bao giờ không? Just daze. Ok. Daze. Thì anh sẽ phải save không ta? Nếu nó không bảo save thì không có save. Cứ thế là daze rồi. Thì ok, this looks good. Hết tơ chưa em? Dạ rồi. À, thằng không? Dạ không, không cái gì. Ok. Ok. Nó sẽ di chuyển như thế này. Hai ô di chuyển cạnh em, nó bị engagement. Và đây là nó đã tốn mất 4 ô di chuyển rồi. Nó sẽ dash thêm. Đây. Nó sẽ dương móng ra. Và cào thêm một đường thẳng. Vào 4 ô này. Thì Zero sẽ nhận fray down. Con summon không nhận được down đúng không? Thì còn sao? Đúng rồi. Nhìn fray down gì? Có bị đủ gì chết gì không? Fray Lam em cứ nhận thôi. Fray của nó là bao nhiêu nhỉ? Để anh gõ lại cái, hình như fray của nó là 2. Okay. Em save một cái hoặc bị dazed. Lăn đi 20. 10 cộng là save. Em bị dazed. Dazed là... Tất cả attack bị curse. Bị dính một curse. Bị dính một curse. What? Cái dazed này là sẽ kết thúc vào cuối round hay là... Không, nó không nói gì thì không kết thúc. À, trừ khi có bọn nào kill phim được cái fray đấy. Trừ khi là dùng cure hoặc là dùng recover lên bản thân hoặc có người khác dùng cure lên mình thì mình có thể xếp lại với các tất cả hiệu ứng trên người. Take some from the bonus damage. Không có. Rồi nó có thể fly to any point on the line. Nó actually sẽ... Nó actually bay xuống đây. Trên cái line, on the line đúng không? Hold on. On the line thì là ô này. Và lập tức khi mà nó ở trên mặt nước, nó có camouflage và nó stealth. Mọi người có thể thấy flavor là nó ngụp xuống nước. Hết tơ. Stealth nó là tác dụng nó như thế nào? Tác dụng của stealth là phải đứng cạnh mới đánh được. Oh. Em copy sao? À em thấy ạ. Except from adjacent. Em... như Zero có một cái ép là đứa nào đứng trong difficult terrain là Zero đánh nó dễ hơn. Đúng rồi, đánh đa nhiều hơn, đánh đa nhiều hơn. Mà phải đứng cạnh. Ừ. Thì đó đứng cạnh luôn kìa. Hay rồi. Chào hồi di chuyển qua cũng là được mà. Con chào kia là có thể chung chia sẻ space được nên không sao. Thức anh thiện ghê, tự nhiên con chim bay vô đây mất cái combo của mình. Oh, calculator. Thiện anh đấy. Nè nè thấy cái cột xanh dương không? Nè cột lai vô cái cột xanh dương đó vẫn tính cột lai á. Ừ, ok hiểu nhưng mà làm sao để cho nó cột lai vô trống là chuyện. Thì chạy vô đánh thôi, chạy vô để nó qua. Để nó qua chỉ được một ô thôi cho nên kiểu gì cũng không vô trụng. Thì tôi đi trước. Ô không được. Yeah. Ok. À, cứ nghĩ đi nhá. Ừ. À khoan, để hỏi anh Thiện cái là ví dụ như con Berserker đi. Thì nó chỉ cần ví dụ như con Berserker đứng em xài cái token nhân vật để cho vậy. Ví dụ như em đứng đây đi, nếu mà em muốn collide vào cái cột màu xanh trước mặt thì em chỉ cần di chuyển lên cái có thể mất chết lộn tua này là em chỉ cần lên đây thôi hay là em chỉ cần move range lộn lên cái range 2 là mới đụng với nó đây luôn mới được. Đụng em đi vào là không phải collide đâu, collide là một cái specific cho việc đẩy địch vào vào người hoặc là vào object. Anh Thiện xem em như một cái địch á. Và ví dụ như có ai đó đẩy em là địch vào, ví dụ như là vào đây đi, thì em phải đẩy tới đây luôn hay là em chỉ cần đẩy tới đây là
phải đẩy tới đây. Được rồi, anh sẽ check lại cho tác giả. Phải đẩy vào cái object luôn. Collide a trigger that occurs on an encounter shoved into an obstruction. Obstruction. Ok, thế anh sẽ rolling là đẩy đến đây mới vào. Nhưng mà nó vẫn đứng ở cái ô phía này, ở phía trước. Ừ. Đúng rồi. Okay. Nghĩ nó nếu sẽ nếu mà chỗ này không, nếu mà chỗ này vào được kiểu intangible thì well hold on, intangible nó có intangible không? Nếu mà intangible thì không collide được, nhưng mà nếu mà nó không intangible thì đẩy ra đây sẽ collide, nhưng mà hiệu ứng nhưng mà sau khi resolve nó vẫn đứng ở đây. Okay. Đó trả lời câu hỏi này. Nó không có intangible. Ok, vậy thì đẩy được. Ok, như là phải đẩy vào nó luôn. Đúng rồi. Okay. Đẩy xuyên con đường luôn. Còn ông Ni có thể chạy qua đó bọt ra lên, chạy qua chỗ ông cá. Ông cá đang quỷ hai đứa quay. Chắc là ổn. Nó chạy qua bọt cái ra lên là sao? Ok, yeah. Rồi không biết gì giờ cũng chưa có thể cho Hoàng đi trước. Ok, nhanh Hoàng đi trước. Được rồi, đi thử. Còn là test để đánh vui vẻ đuôi đừng tính nhiều quá. Đầu tiên dùng cái reaction này được không? Teleport. Fingerless free action, teleport high this ability. Ok, teleport đi. Please attack range 3. Nhìn cái ngay bên dưới thường nó sẽ miêu tả. Mỗi cái này một đam trong người nó, thì khi attack hit được ở dưới như này thì lăn kiểu gì được. 1000 little perfect blow. Effect, đầu tiên là effect trước này. Teleport, rồi gây một đam. Ở trong một phẩu range 3, rồi teleport, rồi gây một đam, rồi mới attack. Những cái mà gây đam nó không yêu cầu attack thì cứ thế mà gây đam thôi. Cái này effect này là đam chuẩn đúng không? Không cần lăn gì đúng không? Một đam luôn. Đúng rồi. Nó không ghi xuất sắc hệ D hay gì cả. Nó attack là một đam. Một thằng đúng không? Attack thì attack 1 trong range 3. Oh, hiểu rồi. Con này là bây giờ là không đánh được này. Cơ bản là con này đang mù này. Thì sẽ check lại cái stealth. Stealth đâu nhỉ? Không target được. Không thể bị target. Ok. Yeah, thế thì gây đam cũng có tính là target đúng không? I guess. Gây đam nhưng mà không trực tiếp, như kiểu nổ bom kế bên chẳng hạn. Nếu mà là AOE, nó nổ bom kế bên thì được. Còn cái này là chọn một kẻ địch để gây bột đam thì end ruling là không được. Tại không thấy. Chạy qua trận heo thôi. Từ từ, cái này là một action nên chúng ta vẫn có thể đứng đây có target được không? Đứng cạnh nó thì target được. Đứng đây tính là cạnh không? Có. Ok, đây là 4 đâu, vẫn đi được một. Nên là một action. Ok, đi 3. Cái chiêu này là một action vẫn được. Ok. Cái đó là anh Hoàng đát qua. Đi bình thường. Đi thường. Teleport không? Vừa teleport 2 ô, xong rồi đi 3 ô. Đi 3 ô được. Giờ nó lại teleport free. Bây giờ nó lại use hit nên là được cộng 1 bull đúng không? Đúng rồi, nếu attack cộng 2 bull vì nó trừ 2. Tiên là đánh một đam một con này này, rằng 3 này. Thì teleport trước luôn. Đúng rồi, teleport trước. Có gì né chỗ đó ra nha, né chỗ tôi nấu tôi ra mà do chập rồi là tiếng là sẽ để cho con chim nó ô đó để cho nó lên bờ mà sợ để cho nó lên bờ chờ mà đứng lên kẻ đứng lên chỗ đó thì nó sẽ bị nhảy ra chỗ khác chúng ta. Cái này là nó rang chỉ một thôi mà, cái này là 2 đúng không, dưới này 2 rồi gì nữa, đây vẫn tính là một ô. Teleport thì anh không quan tâm đến việc cao hay thấp gì cả. Lùn đam này có điểm này không kể đi. Đánh con này một đam này. Một đam, xong. Có bên trên con này một ba đam đúng không? Ba một đam. Con trên một đam. Rồi dồn đam cho con này. Rồi. D20. Này là D8 đúng không? Vẫn đánh hết D20 chứ không? D20. 2 bull. Lăn 2D6 lấy số cao hơn. Cộng thêm vào cái D20 đó. Mười đủ trúng rồi, không cần cộng thêm nữa cho sản trúng. Lăn đam. 1D8. 4. Effect là vulnerable. Đúng rồi, vulnerable. Tất cả đam ăn sẽ về sau sẽ nhận thêm 1. Cái này chắc cái effect mệt kỷ này. Con này chưa body đâu. Nửa đam. Body phải dễ. Tầm đấy. Đến turn. Ok. Đến một turn của địch. Cái infuse tự check à? Infuse là anh phải tự track cái của anh, đúng rồi. Đầu turn được thêm cái, nếu mà chain reaction của anh thì được thêm. Ok. Được vulnerable là dính một con này dính hai con nhỉ? Vừa rồi là dính hai con. Cái khả năng của anh là dính hai con, anh chọn cả con chain nữa mà. Đúng rồi.
thì hai con vulnerable đúng không? À không, vulnerable quên nhầm, em vừa là em nói cái chain reaction effect là một con thôi. Là cái con mà attack thôi. Con attack đúng không? Để tính để hiểu đúng không? Dạ dạ. Con này đi đến đây. Nó vừa xong cái Bloody Crescent lúc nãy, đây là bật lại để mọi người xem thôi, thì nó có được cái combo Full Moon. Nó có tông combo token. Dùng hai action của nó. Cái con này nó chạy liền luôn. Hold on. Nếu mà như vậy thì sẽ là yeah, thế này. Attack D20. Chúng. D của nó là 26 cộng 4 13 đam. Hiệu ứng nó nhận 4 vigor và cái mục tiêu vừa bị tấn công bị đẩy 1, rồi berserker có thể rush 1 đến tiếp, sẽ đẩy như này và nó tiếp tục rush đến. Ôi, hết rồi. Xuống nào. Hay xong. Màu đỏ đánh màu vàng, thấy xong rồi. Đánh màu vàng. Con thở không? Are you okay? Sao đứng tốt vậy đó? Thì ai cứu được nữa? Con thở không bạn ơi? Ngại cho bà con thở được kìm thôi. Sao vẫn còn thở? Máu của mình vàng sao? Là mấy mất nửa mình thôi. Con ne chưa đi đúng không? Hiện giờ là tên của ne. Em chưa đi. Sao mà xuống ngay đó lắc. Nhìn họ quên mất tiêu rồi. Chắc đứng một chút ở đó luôn. Trời đó đánh con Helion đó. Gì đánh trước để cho con Helion bị dính curse. Đó Helion chưa đánh lần nào. Ừ. Xử lý nó con dưới này đi. Chứ bây giờ chạy có đá thì cũng không có tới được. Thôi được không ta? Nếu mà đá hết thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, không, vô vọng. Chứ là đánh con dưới. À, anh Thiện, ví dụ như em đứng ngay đây, thì liệu em có thể tấn công con Helion hay không? Nếu như nó không ghi là cần có line of sight đi xuyên qua đồng minh được không? Nếu mà có range ấy. Nó có là attack không? Nó là attack. Nó là attack thì không được. Cái stealth nó không có dùng từ line of sight trong đấy. Nó chỉ bảo là đứng gần mới đánh được. Ok. Vậy nếu em đứng ngay đây thì sao? Vẫn được đúng không anh? Cách một ô. Cách một ô là sao anh? Phải đứng ngay cạnh nó thì mới target nó được. À quên. Tại vì stealth thì phải di chuyển nó mới hết đúng không anh? Chứ bị dính đạn. Stealth thì dùng ability là hết. Di chuyển hoặc dash không hết. Thì nó phải tự tắt của nó. Sao tấn công ta? Để đâu tấn công được. Có thể đi di chuyển xuống dưới này. Có thể xuống dưới nếu muộn. Nó ra khỏi ngụy phạt là hết đúng không? Ra khỏi gì? Ra khỏi difficult terrain là hết. Có thể làm cách nào để shove nó lên trên. Sao mà? Có cái line thì sao mà shove không được? Vị trí gì đâu không? Gì không làm gì được thì bật aura thôi. Coi di chuyển tới đâu. Aura là một action thì phải. Aura một action? Yeah, aura một action. Ok, vậy thì em sẽ di chuyển. Oh, dash là một action đúng không anh? Dash là một action. Dash. Okay, di chuyển dash. Đầu dash được 2. Đi đâu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì quay lên đây đi. Em sẽ đi 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sử dụng dash để mà đi lên đây. Ok, 5, 6. Là còn một action để em cái aura. Em sẽ chọn ally là anh Hoàng phải không ta? Là anh Hoàng. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà con Helion thì nó có range attack đúng không ta? Lúc nãy là Ne có thấy nó dùng range attack rồi. Ok. Con thích con thêm line. Thì thôi, chọn anh Hoàng đi. Anh Hoàng sẽ là ally. Anh Hoàng nhận được một aura. Aura 1. Cái ability nó chỉ ghi là anh nhận được aura 1 thôi. Em còn không biết aura hiện, là cái gì. Hiện tại là aura 1. Còn aura đấy thì có thể hữu ích ở các dòng sau. Và nếu mà ai mà có aura của em á, thì khi mà người đó bị tấn công thì em có thể di chuyển đến bất kỳ ô nào trong range 4 giống như teleport nữa. Ok, em hết lực. Ok, cuối cùng là turn thứ hai của con Helion rồi sẽ hết vòng. Nó sẽ dùng một cái break vẽ đường thẳng 4-2-3-4 attack vào anh Hoàng Ranov 19. Nó bị một curse, hai curse, ba curse. Nhưng mà khá chắc là lăn dù ra 6 vẫn trúng anh Hoàng. Ra rồi hết. Copy lại hiệu ứng vì nó không hiện. Trúng D cộng Frey.
7 đam. Anh có interrupt gì không? Khá chắc là Spellblade có cái interrupt giảm đam. Interrupt phải cách 2 ô. Range 2 là trong này outside. 1 cũng được. Outside đây. À ok. Cái as a wall là nó ngăn tấn công tầm xa. As a deflection này anh. As a wall là nó ngăn tấn công tầm xa. As a deflection này, cái đấy là thêm của Spellblade. Bình thường tất cả bọn Lam là có thể chống tầm xa Spellblade, tại vì hay thích đánh tầm gần, nó cho thêm chống tầm gần nữa. Em đang bấm luôn vào đây này, anh nhìn thấy không? Hiệu ứng thì anh tự check. Và sau khi mà đánh xong đấy, nó sẽ bay ra cái ô thứ tư trên cái line 4 này. Mà lúc này là tương hành là bị khi mà bị đánh lớp là nó có bị sao nhỉ? Nó đánh nó cái lúc này đánh là nó bản đó là có tiếng là adjusting to em không? Kiểu ở bên em không? Là sao? À em interrupt. Em làm gì? Lúc này là khi mà nó đến vào cái sắc hơn cho bà lúc này. Ừ, cho Hoàng. Ừ, trong đó em dùng interrupt của em. Em có interrupt dùng keyboard là khi mà em bị tấn công hoặc là người bạn mình để em tấn công là em có thể dùng action để đẩy nó đi một ô. Ok, copy paste. Như mới nãy bị đánh xong cũng kích aura của Une à, đúng rồi bị không có trigger for target your ally with an ability. Cái này là người có aura hay là bất cứ ai em không cái người có aura là anh Hoàng bị target bởi ability thì em sẽ kích hoạt cái interrupt của em. Trigger đi em. Trigger là em này bị tấn công là nó bị push đi là nó A crushing wave of medium blast area effect placed adjacent to you or your summon. Characters caught in the area solved one. Cái blast ở đâu em? Blast là cái ô cái trước mặt đánh. Trước mặt là phía bên trên đấy hả? Đây đúng không? Đâu? Em vừa vẽ cái hình xanh đấy à? Em vừa vẽ cái hình xanh ấy, bởi vì cái không đợi interrupt này là nó đã đợi sau khi đấy là sau khi đợi cho khi nó di chuyển xong rồi mới after after the triggering ability resolves, nghĩa là sau khi hành động của nó xong thì cái trigger này xảy ra. À vì chắc là ở trên sau khi nó di chuyển xong. Yep. À vậy thì em shop. Thế thì em muốn đặt ở đâu? Em đặt ở trên này. À. Ok, nó sẽ bị solve như thế này. Okay. Vì cái origin point của em là giữa cái blast. Em có muốn đặt như thế không hay em muốn đặt như khác? Em đặt thế này có được không? Dạ, thì nó sẽ bị show như thế này, từ đây ra đây. Ok không? Dạ ok. Và nó bị vulnerable. Wow, nó vulnerable sẵn rồi. À, nếu như sát được vulnerable thì tốt quá. Nó đang vulnerable sẵn rồi, anh đang để là cái chai tiếp bị vỡ. Summon vào cái salt spy của em ở đúng ô đấy. Cái token. À, hoặc là ở đâu đấy anh không rõ. Summon salt spy ở đâu? In range 2 của em. Ok, interrupt của Ne. Vậy là em sẽ có một đường này. À, việc xảy ra là em bay đến một ô trong cái trong range 4, bất kỳ ô nào range 4. À, xem. Em bay đến một ô trong cái aura. Đúng rồi. À, cái aura đỏ này nhỉ. À đúng rồi. Đúng đó. À hình như là cái trigger của Ne trước rồi mới tới cái trigger của in the aura. Ok. Bay tới okay. Bạn mình thôi. Ok. Trigger của Ne nó không specify là cuối ability nên là trigger khi mà gây đam là nó vẫn đang ở đây trước khi nó bay ra đằng kia. Ok. Thì em muốn teleport đến đâu? Xong rồi gây đam. Ok, aura hình như là nó hơi bị lạ đó. Em nghĩ là như là cái aura nó phải xung quanh anh Hoàng mới đúng chứ. Vừa nãy em chọn Zero hay là chọn Hoàng? À anh chọn Hoàng rồi đấy. À ok. Anh Hoàng đây không? Em có lộn ai Hoàng, không? Hoàng. Thế thì chắc lúc đấy anh nghe nhầm. Ok, vậy thì... chỗ nào không ổn. À, nhảy vô ô con Summon cũng được á. Summon nó là xe bay được á. Summon này có Intangible không? Nhớ, có. Selkie Intangible, yep. Ok, vậy thì nhảy đây được. Nhảy vào ô con Summon này được. Yeah. Rồi xong mất tiêu luôn. Rồi, mất tiêu. Gây 2 đam cho nó. Okay. Cho foes adjacent. Helion thì sẽ ăn 2 đam. 2 đam. Done. Và cuối cùng nó resolve ở đây. Đấy là một action của nó. Và cuối cùng nó sẽ dùng một action còn lại. Nó có thể move, right? Yeah, nó có thể move nữa.
Ok, cứ dùng action đã. 2, 3. Good enough. Pinions. Cây 2 đam 3 lần vào một kẻ địch trong tầm 3. Nếu kẻ địch đấy không cạnh đồng đội của mình thì ta gây đúng 3 lần. Cát sẽ nhận 2 đam và 2 đam và 2 đam, tổng 6 đam. 2, 3, 4. Stealth. Tầm 3. Em coi lại chứ. Tầm 3. Nó vừa ở đây. Thời gian nó như chuyển xa vậy trời. Nó là màu vàng. Mấy tên đi chéo. Ghét. Ồ, nó không phải tách được 15, 16, 19. Vậy mà em muốn tìm những có interrupt nào không? Không thì mình sẽ tiếp tục turn và để cast tự tính trong background thôi. Interrupt được trả một lần một round thôi nên là tùy nhá. Có interrupt có thể xài nhiều lần một round. Nó thường sẽ ghi interrupt số bên cạnh, nghĩa là dùng được mấy lần trong round đấy cái interrupt đấy. Interrupt em ghi số 1 thôi nên là ok. Yeah. Rồi, vậy thì chúng ta hết tất cả các turn trong round này, round 2. Mọi người có 2 resolve. Hai resolve. À, nhưng mà mình đủ kiếp hoặc chết ta còn chưa. Limit break trong round 2 nào? Có ông Zero này giờ là như thế nào? Ok, khi ngày xưa là mất mà đúng không? Ngày xưa nó tồn tại mãi đúng không? Không sao đâu. Nên là mà thì các mọi người bước vào cũng được. Tại vì nó remove bước vào. Ừ. Nhưng mà bước sợ quên đấy cái mọi người. Lập kế hoạch, cái tự nhiên có cái geyser trong đây, thành ra nó phá kế hoạch mọi người. Không, cái geyser là khi mà một người chơi mà kết thúc được ở trong đó, nó sẽ tự động di chuyển người cho đó là di chuyển cách ra hai ô khác, ra một trong hai ô khác. Nhưng mà kết thúc. Thế là không cần phải là người chơi character là được. Ừ. Nhưng mà cái đó nó có làm hoài không? Hay là tại vì thấy nó ghi là summon con soul strike xong rồi nó remove. Không mất cái geyser. Không thì là khả năng geyser. Cảm nhận của Source Sprite là một những cái Source Sprite là mọi người bị bước búa là bước búa là thì có fly 2. Nhưng mà khi kẻ địch bị bước búa nó sẽ bị đề 2 lần theo một hướng bất kỳ luôn. Có nghĩa là sau khi erupt thì xóa cái geyser đấy và tạo ra một cái Source Sprite ok, nó chưa erupt thì chưa gì xảy ra. Ok, đúng rồi. Trừ khi một cái chơi ứng hiệu đứng mua thì cũng được. Giờ làm gì ta? Biết cái chủ của con chim đang đứng ở nó bình tĩnh là Pete phải không anh? Thế nào em? Cái chủ mà con chim đắp cái ô phụ sinh mà con chim đang đứng là nó tính là Pete trừ 2 nhé. Đúng rồi, Pete trừ 2. Dạ, ok nhé. Vậy thì chẳng hạn như tên con đó là được tăng đa. Mấy cái nãy con heo qua bên được không? Sẽ chạy cho dễ. Chứ con heo đứng cái bên không chạy được. Thì được nè. Nếu mà... Nhi đi cái lượt này thì Nhi sẽ đẩy nó ra được. À, để coi, chỉ chút thì coi nghi chuyện di chuyển. Di chuyển đi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dạ đúng. 1, 2, 3, 4. Đang muốn cho cái chiều mà kết thúc ở một cái ô peak là để cho nó tăng đam thêm nữa. Nhưng có điều là bị ngán giữa đường tại chỗ rồi nên là giờ đang nghỉ xe như thế nào. Khác là đang đứng chặn đường tới cái trục peak ấy. 1, 2. Mình không di chuyển chéo được, rất kiểu sợ. Nhớ là nó đang stealth nhá, nghĩa là phải đứng cạnh nó mới attack được hoặc target được. Nếu mà AOE thì có thể ném vào. Ok, vậy thì có gì là tốt nhất là đi đến con chính chất nha. Đang di chuyển 1, 2, 3. Đang di chuyển 1, 2, 3 và cái ô geyser của em. Rồi sau đó anh dùng hai action của em để sử dụng cái kỹ năng của em là Rhyme. Các em PPS qua nha. Ừ, attack line 6. Em chạy một đường. Em vẽ một đường nào? Chạy được polygon. Cái này line 6 sẽ bắt buộc phải vẽ từ một ô cạnh em và thẳng hoặc ngang. Có thể vẽ như này nếu mà em muốn đánh trúng con đỏ. Em đánh trúng con này con chim. Line không chéo được em. Line không chéo được. Để anh check cho chắc. Nó thấy thì mình bảo nó nói là chỉ theo một đường di chuyển dọc ngang, nhưng phải di chuyển càng dần về xa là được. Dọc ngang. Dọc ngang đó. Vậy thì anh di chuyển với em lại ngang rất được. A line of express long line must be drawn orthogonally, không diagonal. Nếu anh có thể recommend một câu thì bọn vàng thường cũng tránh AOE rất tốt, bọn đó có dodge. Và lam thì em khá cao từ đỏ. Ủa? Nhưng... đẩy heo giúp được không? Đẩy có thể, đẩy con lợn là đẩy được đó. Ok, không. À đúng rồi,
tuy có thể chỉa và ngắm qua ông được, ngắm qua người khác được, ngày này con lượn một bên sang một bên kia là xong, để người khác là về phía bên này, về phía bên mình á, được thì chút để vẽ lại, vẽ lại cái đường, vẽ lại cái đường. Đây ví như chạy từ đây qua đây rồi xong kết thúc ở đây. Đó là line không phải arc ấy bơi, arc mới vẽ bẻ được, line là đứng thẳng. Là một cái well, hoặc là anh có một alternative, anh nhìn, vừa nhìn là this is literally chess, holy shit. Dash lên đây, line thế này, dash lên đây, ô này bên cạnh vẽ line thế này. Well, actually không được, tại vì line nó phải xa dần mình, ô này là gần vào mình rồi. Never mind. Never mind. Mình dash là mình có di chuyển rồi, mình còn có được dash không? Kiểu di chuyển bộ ô rồi thì mình còn được dash không? Di chuyển sau khi mà kết thúc di chuyển dùng hành động là cái di chuyển không được dùng lại nữa. Nó không như D&D là di chuyển làm gì rồi di chuyển tiếp được. Di chuyển mà bị kết thúc bởi một hành động nào đấy khác là sẽ không di chuyển được nữa. Dash thì là cái riêng. Dash thì được 2 ô. Ủa, ý là mới nãy ông đang đứng đâu vậy? Lúc này thì chút để xóa cái này đi. Nhưng mà lúc này nó đứng ở đây rồi di chuyển. Nếu mà vẫn đang di chuyển chưa làm hành động gì khác thì anh cho retroactively đi thêm một ô nữa cũng được. Không vấn đề gì. 1, 2, 3... Muốn trong cái dash thì mai ô. Ok, muốn làm sau đấy hả? À? Sure. Rồi cho nó trông ơi, rồi cho okay. Dùng cái chữ nhẹ thẳng là chéo qua, đó. Rồi chúng hết được rồi, chúng hết được rồi. Khả năng chúng cát đấy nhá. Mà sâu cát cũng là vàng nên có thể gamble được không ạ? Chỉ cát, chỉ cát muốn rồi, cát có muốn không? Cát có muốn không? Muốn gì? Nếu như mà khác có sẵn sàng chịu những đam, bởi vì cái này là sẽ là có khả năng cao lắm mắc đam đúng không? Bởi vì do kẹt một đường thẳng từ đây cho tới mục đích là mục đích xong rồi lặp lại thêm 2 đam nữa. Cái đó ta ghét cả hai luôn nè. Đây là line, đây là line. Muốn vẽ line như thế nào tùy. Muốn ăn đường thẳng nữa. Giờ ăn đường thẳng lên luôn á. Thì đó nên là mới luôn á. Như thế này á. Do kẹt phải... Mới nãy đứng ở chỗ của Siro cũng là có cách để đến con heo mà. Chỉ là do đang muốn là cái line là kết thúc rồi, line kết thúc ở trong pick á, line kết thúc ở trong pick á. Vẽ line đi. Vẽ line đi. Chơi đi bạn. Thợ gì? Cứ sống dục nữa. Khác tí còn. Sau khi để xong cú là tôi khác là sẽ được di chuyển nên sẽ được né đá. Mình cũng làm cái này cũng được, có thể để ý ra xa. Ok. Chấp nhận không? Ok. Từ từ vẽ cái line cho anh cái nào. Nhận cái line màu vàng đường màu vàng. Ok, rồi, đây line này. Kéo ra xa thêm chút nữa. 6 rồi. Rồi, ok. Giờ em sẽ đi roll. Em muốn attack vào, well, actually em chỉ attack được vào con này thôi, tại con này đang trốn, không attack vào nó được. Con đi hay mời em. Okay. Wait, hold on, cái này cần 2 action, holy shit. You know what? Okay. Ngồi tính được một lúc rồi, thôi anh cho, lần này anh cho. Rồi, anh cho. Mất công tính. Mất công okay. Tính rồi. Ok, là gì ạ? Em sẽ di chuyển nè, đầu tiên là rô lên 20, 13. 13 trống, trống con đỏ. Rồi, em mục tiêu attack là con heo nha, mục tiêu attack là con heo. Mà người khác là sẽ dính những AOE. Rồi, lăn 2D cộng Frey cho anh và con heo. Lần sau đọc từ trên đường dưới nhá. Đọc theo đầu tiên 2 action thôi bỏ luôn. Đọc đến 2 action mới bỏ luôn. Đắc khúc xa, nằm đào rồi. Đấy, 5 cộng vậy. Phải trừ chút nhà giờ 27 ok nó trừ 2 amo 5 rồi giờ là em có cái AI effect của em là những người mà dính trong AI effect là nó sẽ dính những chắc đam trade thôi, tức là chắc ba đam rồi. Ok thế thì cat có gì để tránh AOE đúng không? Rồi ok bây giờ để đăng copy paste anh tao qua nha anh nhớ nó là cái dodge. Ok. Còn chính cũng có dodge. Vì do là em có talent á, em có talent. Nên thì em phải kết qua copy paste qua nữa. Cái talent là ghi thêm 2 đam piercing. 1 đam piercing nhưng mà 2 lần xảy ra 2 lần. 1 đam piercing xảy ra 2 lần. Ok. Cho cả nhân vật đã bị ảnh hưởng. Đã bị ảnh hưởng.
Ok. Tất cả mọi người trên line này nhận 2 dam piercing. Well, 1 dam piercing 2 lần. Vulnerable sẽ khiến con chim nhận thành 2 dam piercing 2 lần. 4. Rồi sao đó là con heo nhận 2. Effect nó đó nó quan. Bounce back and deal on area effect. Well, right. Dodge immune. Ok. Rồi giờ là well, thế thì nó không nhận. Giờ là cái effect của cái van là điểm mỗi là điểm là những nhân vật ra một trong hai bên nước. Mark là có thể đưa cô mì để sang bên phía bên này nha. Chứ không muốn để về bên này. Đó là nó có thể được di chuyển nhé. Là di chuyển cái bên nước đó. Di chuyển cái bên nước đó. Cái đường là lúc nãy là phía bên này hoặc là phía bên này. Nhưng thì mình chia đôi ra. Từ cái đường em đánh con ra là chỉ chia đôi ra. Là từ cái effect của đó. Cái lúc nãy. Em muốn di chuyển con heo đi đâu? Là chắc chắn đi xa hơn, để xa hơn em. Em muốn di chuyển con chim đi đâu? Để con chim đi xa hơn luôn. Để phát huy phía bên trái của con heo. Bởi xong khác là có quyền chọn nha. Khác là có quyền chọn để hướng nào. Khác muốn chọn lên trên hay xuống dưới? Rồi, xuống đi. Xuống dưới. Chân như cho an tỏa. Ôi, ông ta đã xong rồi ability. Để miêu tả đi nào. Cái plan mãi, miêu tả. Chiều hồi thêm một soft spike nữa, chiều hồi thêm một soft spike nữa. Trong range 2 luôn. Collide mới summon. Một chiếc soft spike mới được summon. Ôi, collide mới được summon. Tại chưa collide. Rồi, cho anh một cái miêu tả chuyện gì vừa xảy ra trên cái bản đồ. Một cái tia gì. Thế nào? Đầu tiên, trust thấy cái bản đồng đồ của mình khác. Nên mình đã cấp rồi, mình sẽ lao lên tới việc tiến hành con heo. Dùng lên tay của mình để đụng thẳng vào xuống mặt đích và cho nó chạy ra một cái sóng thần chia lên để lên tất cả mọi người lên phía trên là chia cắt mọi người ra, chia cắt mọi người ra và cứu cả các vừa tấn công và vừa tấn công chim và tấn công heo cùng lúc. Một cái tia bắn ra và nảy lại vài lần, ching, giống như một cái tường hiện lên và đẩy mọi người xa, tách xa nhau ra. Rồi, cái tên chưa? Khá chắc là hết action rồi, từ action rồi. Con cá nốt không? Ồ, yeah. Nào. Bây giờ sẽ là... Well, here's a problem. Here's a problem. Đến tên địch, con heo lại có thể chạy vào. Còn có Selkie nữa, em kết thúc tên này, xin biến được của Selkie. Ok. Nét với là Hoàng là có muốn di chuyển cùng Selkie không? Di chuyển cùng Selkie không? Di chuyển lấy phía trên này gần hơn đó. Ok. Ok. Selkie di chuyển 1, 2, xong 3, line 3. Rồi lấy con này nữa. Chuyện con đấy, tôi xong tất cả những người chơi mà bị liên trên đường của con Selkie di chuyển đó, là sẽ bị cuốn theo Selkie. Là tôi chỉ cần mình copy paste ra. Yes, copy paste please. Căn theo em đọc được thì một người sẽ đứng trên người con Selkie và một người sẽ đứng kế bên đó. Có quyền chọn. Share space with character and also consider terrain. Selkie may fly 3 at the end of your turn and the character standing in service space when it moves, it's removed. The battlefield then placed back in it. Ok, khi nào con Selkie move thì cái người ở bên trong cái con Selkie này, cái lốc xoáy nước này sẽ basically là đi cùng nó. Cái việc mà remove khỏi bản đồ rồi rơi xuống chỉ là cái mechanical term để nói là chim di chuyển không thể bị người khác làm gì thôi. Basically là đi cùng con này. Nếu mà khi con này di chuyển mà người đấy ở cùng vị trí với con này. Wait, con Selkie là con trên hay con dưới? Con dưới. Ok, hiện tại con Selkie di chuyển thì hiện giờ là em phải chọn con Selkie kiểu di chuyển không? Yeah. Fly 3, hiện tại không có ai ở trong đấy cả. Vậy thì em di chuyển theo một đường, di chuyển theo một đường thẳng lên trên thôi. Fly 3. Fly vẫn dọc ngang nhé. Dạ, bên tay dọc ngang. 1, 2, 3. Ok, ok. Rồi, tên của người chơi đã xong. Đến tên của địch. Làm này cho vui. Đừng. Okay. Nó có thể này. Furiously nhảy cậy. Mọi người thấy là con heo nó nhảy lên không trung rồi dẫm xuống mặt đất, quỳnh một cái ở ngay cạnh chỗ của hai người.
hay không. Ui, no. Mình biết chiêu này. Mỗi người nhận 2 đam. Cái này không phải area effect. Và nó sẽ dùng một hành động còn lại của nó để miss where attack target slash and attack target is slash and soft one away from the good. Từ cái này là arc nó thì có thể vẽ ba ô dừa này. Nó sẽ tấn công vào zero. Nó lăn ngay damage rồi kìa. 7 đam. 7 đam với 2 đam nữa. Ui, bay hơi nhiều máu. Area effect thì card không dính. Mục tiêu bị đánh sẽ bị slash và đẩy 1. Rồi Berserker rush 1. Hết turn. Something... Để tôi đi không? Để là ai đi? Dạ đi chứ đi. Tôi muốn thử trước cái này. Đánh con nghe một cái. Ý là... đánh cái con thử chúng thì... Không, suy nghĩ. Suy nghĩ thì tôi thử chỗ này đã. 4 này. Ok. Tôi đi trước nha. Ý là cũng được cũng không từ muốn là gì vậy? Ý là muốn có đam mạnh này đam to đi muốn có con heo để cho nó đánh phá chúng hơn. Tôi thử ra sao không có hiểu. Ý là nói đơn giản là bây giờ đánh phá cho con heo nó bị dây thôi cái gì nên xin đi trước. Okay. Đi trước. Thứ để consider là con heo còn một turn nữa và nó có hoàn toàn có thể lập tức lấy một turn nữa sau turn này. Là xin đi trước. Ông dùng chiêu gì đó? Nói đó. Cái đánh thường á. Thôi đánh thường thôi. Đánh đây. Thường nó trừ. Tôi sẽ dùng chiêu này. Ý là sau turn của anh Hoàng á nó sẽ đi tiếp. Đó có thể đi tiếp hoặc là con chim sẽ đi tiếp. Ý là nếu như mà nó đi tiếp á thì nó sẽ đánh bình thường. Còn nếu mà để em đi trước á thì em đánh nó thì nó sẽ bị trừ 1d6. Nên em xin đi trước. Anh Hoàng thấy sao? Còn đam thì kiểu giống như bây giờ anh đánh với lại tên sao anh đánh thì em thấy kiểu nó không khác gì. Nên để cát đi trước. Cát giờ tình trạng nó không có tốt. Cát là không ở không. Cái reasoning của cát là cho đi bây giờ tên sau có thể chết rồi. Mình muốn chơi thì mình đi trước đi. Em muốn cái chuột ô gen sữa, ô gen sữa trong slide 2. Chạy đi. Rồi cát. Rồi mời cát. Chạy đi. Còn em có cần bắt lại cái attack không ạ? Cái nào em nhỉ? Bắt lại cái attack nha. Ừ, cứ bắt lại, cứ bắt lại. Cái attack mới nãy của em. Quên lại đi, em vừa quên rồi. Cavalier hả? Can we forget it? Một action attack. Nó bắt buộc mình phải dash trước khi attack. Nhưng mà do con heo nó có rampage nên em dash đi không được. Nên em chỉ đánh thôi. Yeah, technically good use of mechanic. Ok, chú rồi. Đến không? Em phải cho một điểm nữa là ngon. Crit. Aura D10 cộng 2 D10. Giờ mới để nghĩ ra mà tại sao những người đến đến từ xa lại lấy kinh chiếu. Những người lấy kinh chiếu thì lại lấy từ xa. Amo, chữ 5. Giờ đi bình thường. Đi qua chỗ ô đầu đi. Tiên đi ra sẽ bị thành 2. Em đi qua đây. Rồi, 2. 2, còn lại 2. Thì đi chéo qua đây thì còn lại 1. Ok. Em còn một action thứ 2. Từ còn cái gì để làm. Có cái action nào mà đến đến nơi đầu không? Dash em ơi. Dash em ơi. Chạy đây, chạy về đây. Nó chạy trở lại. Rồi, nếu mà muốn xem thì để anh xem còn cái action nào. Basic action. Wow, có. Wow, cái đấy cần 2 action. Recover bản thân cần 2 action. Chạy qua đó đi. Rồi, chạy. Bye. Rồi sau đó thì em sẽ dùng Dragon. Do không có cái địch xung quanh nữa. Reaction. Rồi em enter. Không để cái địch xung quanh thì em được gì ở đây? Dạ. Để em bắt. Đừng bỏ tôi lại. Tôi có ông tăng chạy qua mà. Nhưng mà có điều cần nhất. Trong thời khắc đó, Max là trong một thời khắc đó là người cá mập là cặp với mình lộ thôi.
Để mong đợi gì em một tháng này. Cát còn cái gì free action không hay là hết turn rồi? Nhắn vô thì nó không có cho copy pass từ cái sheet qua. Weird. Đúng rồi, thì đang phải ở sheet cá. That's weird. All right. Em hết action. Hết action. Em đánh một dash một. No. Ah, becomes free action. Okay. No full. Rồi, stealth. Đấy lúc chó rồi. Chốt. Không trốn rồi. Cuối đầu sớm bạn ơi. Cuối đầu sớm. Cuối đầu sớm. Cái này là đang làm cover cho con heo luôn rồi. Ủa, okay. Cái này là đang cover cho con heo. Rồi, ok. Sau khi Siro vừa bảo ông ơi đừng bỏ tôi thì thấy từ mặt nước ngóc lên đầu con chim. Hey, chào bạn. Can you like go somewhere else, please? I don't like. Please. Con chim nhìn về phía Siro hỏi bạn có thời gian để nói về do you have time to talk about our Lord and Savior? Please, chúng ta đã từng có một bữa thù với nhau mà thôi, bỏ qua nhá. Như sao? Bay vào. Ui mày đèn gây đàm chiu 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 hai đàm sáu đàm. Thôi lấy sự còn 15 15 máu à. Ok, alright. Và nó sẽ dùng một cái rec chiu line 4 16 chúng mọi. Anh Ron coi thử ra D6 ra 6 không? Nếu mà 6 thì lộn lộn. D6 ra 6. À, ok. Cũng vậy. À, right, right. Nó có curse. Thanks for reminding. Nó có curse à? Đúng rồi. Nó có curse. Nó có curse. 14. 14 thôi. Thôi chứ. Nhận. Mấy đam đây? Nhận. Nó ra từ từ đam thôi. 7 đam. 7 đam. Đúng rồi. Okay. Bị đầy. Bị đầy sẵn rồi. À, đúng rồi. Có interrupt gì không? Dạ, interrupt đẩy cả con heo với là đẩy con chim ra xa khỏi mình ra né ra. Ngay lúc này hả? Hay là lúc nãy? Ngay lúc này. Ok. Okay. Làm không? Biến ra xa. Đẩy đi. Đẩy hết chịu. Đẩy từ giữa. Đẩy từ giữa cái burst mà. Hoặc là em muốn đặt burst chỗ khác. À, dạ. Cái burst là nó kiểu là hoạt động từ là em cứ tận burst là nổ từ trung tâm. Burst là nổ từ trung tâm. À, vậy thì nghe thế thì em có bị đẩy đam ta? Cái burst của em là straight à hay là cái gì, là cái nào, là interrupt best cho anh xem cái best đi xem, nhưng mà interrupt là nó tác động thế nào, một khi bị nhận đam biết rồi, nhưng mà tác động nó là tác động tất hay là tác động thì fold hay là tác động thì tất cả hay thế nào, và tác động những cái gì, tất cả những nhân vật có cái dòng nó lên chép thôi cho dễ. Toes full damage, you are like adjacent to you, summon and resolve, create a crashing wave of medium blast area effect, place adjacent to you or summon corner. Oh, em có thể hoàn toàn đặt với em được, tự đẩy em đi luôn. No, yeah. Để đẩy ra xa. Rồi, và em ra đây. Sau khi bị đánh xong, gì nhỉ? Thủy thuật đẩy tất cả mọi người đi. Rồi xong. Cái này cái hình giống tôi mở một gì đúng không? Tất cả foes bị vulnerable. Vỡ. Hay này vỡ. Yeah, that's pretty good defensive stuff. Một lam phải. Okay. What else can I do? Giờ cho anh chạy qua không? Đi muốn chạy qua. Bây giờ tới lượt mình đúng không? Đến lượt mình. Bây giờ tới lượt mình. Nên là mình ăn, tới lượt mình. Nghe qua cover. Hãy đi trước. Ông là muốn đi trước. Hãy được đi trước đã, mình mới hành động được. À không, đây thì xong rồi, con chim vừa đi xong. Con chim vừa đi xong và Zero interrupt thôi. Con chim xong rồi. À ok. Đi, ông kia đi, cứu kia đi. 15 máu này cũng đang thở rồi kìa. Ô, con chim có đang stealth không anh? Ờ, nó tên cười vẫn stealth, nó vẫn ở trong mặt nước. Mà em có thể đứng ở đây. Đấy. Vẫn đánh được nó. Nhưng mà stealth coi vậy. Can be directly targeted. Nếu em đến đây thì em okay. Có thể đứng cạnh nó này. À mà kích thích từ 2 ấy là sao? Nó sẽ bị, em sẽ được 2 bull à? Khi đánh à? Đúng rồi,
được 2 bull. Mỗi bull mình có được lăn một cái D6, chọn cái D6 cao nhất. Các bạn nhớ là bạn đang nửa máu được kích hoạt cái comeback nhá. Cái gì đấy nhỉ? Quên. Đúng rồi, comeback. Những ai mà có comeback. Em cái thuộc kèm phim. I don't have a comeback, so... Yeah. Anh trốn kia kỹ quá, mất rồi. Anh đến trốn kia. Mất rồi. Không cái thuộc kèm nữa. Mất rồi. Anh đâu rồi? Trốn kỹ quá. Nó ở ngay chỗ. Rồi. Anh cho cái stealth. Còn cái gì không nhỉ? Như cũng bị weaken đúng không? Có bị không nhỉ? Chả nhớ nữa. Thôi rồi. Cho stealth. Nào, nè hay Hoàng nào? Có lên cứu kia không? Anh Hoàng có tính làm gì tiếp theo không? Để em biết coi game có thể hỗ trợ kế hoạch của anh được không? Tôi chỉ đi, con này chỉ điều đam thôi. Không gác gì đâu. Đi lên điều đam thôi. Bà ok, điều đam được. Điều đam được. Con này không được. Con này vẫn trốn. Hai con này mỗi con đều còn một action nhé. Đừng thế nào bọc lót cho nhau. Helion thì vẫn còn nhiều máu. Ông Tăng rồi, mỗi ông Tăng là ông chưa ăn đam rồi đấy. Ông nghe hơi lạ, hơi xa. Đứng ở vị trí nó ảo quá, nên địch tàn ở trên, tàn ở dưới đi không nổi. Mọi người đang keep track máu vào trong row 20 hay là vào cái sheet đấy nhỉ? Mình keep track trong sheet đi. Anh keep track rồi. Tất nhiên là nếu mà cả hai thì tốt, nhưng mà nó hơi phiền. Mình cứ vào sheet đi, chỗ đấy là tất cả mọi người đều nhìn. Chỉ 7 máu thôi. Thiện sẽ translate sang rồi mời cho mọi người. Nếu qua nên gắn cái aura cho Siro thì cái tụi kia đánh sẽ bị quốc, bị thêm một cấp. Quốc có cộng dồn. Hình như gì? Ok, đánh. Hợp lý này. Có một tiếng. Như vậy thì đi sẽ phải di chuyển một tí. Nói chung là cái con màu đỏ này nó cần position tiên tốt. Nhưng bây giờ thì... Đi sẽ di chuyển lên cái geyser này để lát hồi hết lượt á thì sẽ có thêm di chuyển hai nữa để mà đặt cho đúng vị trí. Nhưng mà cái di chuyển đó thì là hướng nào cũng được đúng không anh, hay là là đi chéo lượng được đúng không anh? Zero nó vẫn thuộc fly, nó cho fly hai fly nhưng nó thì một phải đi ngang thôi. Geyser thì là range di chuyển two spaces away thôi, chứ nó không có nói là hướng gì. Yep. Nó không là orthogonal hay là diagonal gì hết. Yep. Anh chắc yep. là nào cũng được. Đúng rồi. Ok, hả? Vậy hợp lý. Vậy mình được di chuyển thêm mà không cần phải dash. Nhưng mà chỉ hết lượt nhưng thôi. Nhưng mà với điều kiện phải hết lượt thì mới di chuyển. Yeah. Anh thì chỉ có thể range attack một trong hai con. Một con thôi để range, không con alien không được. Còn có thể là vô cái chỗ water sprite ấy, cái con còn lại là cho fly high. Một trong hai lựa chọn để bốc tốc độ. Con nào chứ? Cái con cá nhỏ giữa. Con này à? Đúng rồi, con đó. Con nó làm được gì? Cái con này là một khi mà bị vào ô, khi mà bị đẩy vào ô đó là có thể được fly high. Nhưng mà con đây Thiện copy cho cái south sprite cái dòng bên dưới cùng south sprite từ cái gạch đầu sau cái gạch đầu dòng thứ hai. Collide effect and removes it. Collide okay. Với cả người đẩy vào nó thì fly. Sử dụng cái hình ảnh con cá voi hợp lý rồi. Để vô cái nó xịt nước mình băng ra. Nó xịt ra. Ok. Nhưng mà cần phải có người show. Cho nên là cứ vô cái geyser mình được thêm một con soul sprite nữa. Ok. Thì chỉ có thể là di chuyển lên hết mức thôi. Ok. Hành động. Okay. Tiến gần tới cây địch hơn rồi. Bây giờ mình còn hai action thì mình làm gì ta? Ủa mấy cái basic attack nó ghi ở đâu? Basic attack ở trong basic abilities trang scrolling. Không ghi trong sheet. Không, nó không có trong sheet. Actually, nó có trong sheet đó. Basic abilities, basic attack, một hoặc hai action này nó không ghi rõ. Basic attack, light attack là một action và D cộng phrase. Heavy attack là hai action và hai D cộng phrase. That's it. Range của đỏ là 3. Default range đỏ là 3. Là cái basic là heavy hay light gì cũng là range 3 đúng không? Có thể đến được đó. Okay. Đây này, basic attack range 3 này, nó ghi đây. Nhưng mà thôi, xài một action để refresh lại cái aura cho Zero đi. Aura cho Zero. Rồi, sử dụng một action để mình làm gì? Là sẽ mất aura cho Hoàng đúng không? Em sẽ sử dụng một action để heal cure nó. Để em copy. Ok.
Weekend và show 1 thì nó sẽ show lên đây. Oh, rồi, lăn tấn công đi em. Để 20. Không sao, được rồi. À, cứ để 20 thôi. À, lộn rồi. Okay, that's a miss. That's alright. Lần tấn công đầu tiên. Frame 4 đúng không? À, armor 2. Nó giảm còn 2. Show 1, weaken. Giờ nó bị weaken. Weaken nó giảm đam không ta? Ừ, đúng rồi, weaken là nó sẽ giảm đam. Còn giảm 2. Giảm attack, giảm chính xác. Ủa? Weaken là bị... Oh, damage deal anh ơi. Damage deal giảm 2. Oh, shit. Sai cái rồi. Cái track sai ứng rồi. Trừ điểm đi em. Trừ đi em. Trừ một lượt đi em. Đi em. Trả bài sai. Có thấy cái gì là bị curse nhỉ? Days à? Days. Alright. Ok, con này cả Days cả Wiccan rồi. Rồi, em turn rồi. Bây giờ di chuyển hai ô nào. Nè, còn Breast the Attack á. Breast the Avented á. Nè, có Breast the Avented á. Ồ, ha. Quên mất là cái thay. Oh shit. Có khi nào nãy giờ tụt lắm không? À, không. Có đa phần passive không? Boost range. Ability to live. Pretty good. Deal 2 damage. Còn live. Có thể kéo ông Zero vậy. Ở đúng rồi, when show rồi thì có thể chọn rush 1 ở bất kỳ đâu. Option choice bất kỳ đâu luôn. Ở bất kỳ đồng minh nào có thể rush 1. À anh Thiện, có cái trade của em là bow strength thì all your abilities gain collide deal 2 damage. À quên, đâu có collide đâu, quên. Làm sao? Chưa collide. À ok, vậy thì technically là con của em với cả cái summon này khá là synergy nếu mà kiểu phối hợp được tốt. Do bị thế là con summon này cho collide. Khoan, nếu mà rush vào cái con này nó đâu tính là collide đâu, chỉ là người khác đẩy mình vào thôi. À không, đúng rồi, em phải đẩy ví dụ đẩy con này vào đây này thì sẽ collide và nhiều hiệu ứng xảy ra. Là collide khi nào sâu thôi chứ mình không tự mình collide cho đâu đó được. Đúng rồi, collide là một cái game thơm chỉ lúc soft thôi. Ok, vậy thì I muốn rush. Press advantage. You win one alive, your choice. Mọi người ai cần rush không? Zero cần không? Yes, là thì được di chuyển một ô. Vẫn theo luật, thẳng ngang. Thẳng ngang. Nhưng mà không đi chéo được thì không đi chéo được thôi. Nhưng mà vẫn di chuyển được một. Yep. Chỉ là đang muốn di chuyển ra xa tí là di chuyển lùi xuống một bước. Dì tự di chuyển đi, đi một ô. Nè cũng được di chuyển một ô nếu muốn. Yeah, em sẽ đi... Wow, và có thể là muốn ngồi đấy để trigger cái gây giờ. À cũng đúng, vậy sao ta? Thì đúng rồi, nó sẽ đi xa hơn rồi. À, thế là đi đâu ta? Đây. Oh no. Rồi gây giờ cho cái gì nào? Bay đâu? Bay 2 ô. Bay 2 ô, bay đâu đó 2 ô. Không nên bay xuống. Bay xuống. Thế là... Nếu như mà Zero có thể đứng gần Ne hơn một chút á thì Ne sẽ kích được cái passive cho cái Vigilant rất là ngon. Vậy thì nhưng mà chọc hồi kiểu rằng là Ne cũng sẽ bị duyên sự di chuyển ra chỗ khác mà lúc đó là như chậm ô cũng sợ theo kiểu. Khi mà Ne kết tơn thì Ne nhận được cái đấy. Vậy thì cái nào sẽ active trước ta? Khi mà nếu tất cả các ability đều specify cùng một thời điểm thì người chơi chọn. Còn cái ghi sự là kết thúc turn, mấy cái khác là trong turn. Có thể recommend, xin recommend là có thể kết thúc turn kích ghi giờ trước để cho Ne đứng sang gần Zero. Sau khi đứng gần Zero rồi thì kích được cái Sim Master của Ne luôn. Nếu vậy thì di chuyển ở đây là hợp lý đúng không? Không, cái Vigilance của Ne là cần đồng đội gần. Lúc này trên đội tuyển là con Vigilance là con làm sao để có được Vigilance Shield Master là phải đứng kế bên nhưng mà cái khoảng cách mà phát hiện nó ra cộng sẽ là Range Hand. Ok, nó vậy phải đứng đây rồi. Nó technically là một cái vẫn là một cái benefit nhưng mà nói chung là wait cái đấy, có lựa chọn nhận cái đấy không. Muốn đến con heo cũng được, muốn chạy ra con chim với cái gây giờ tùy. Đứng đây thì chặn trước hiệu. Bay ở đây. Bay ở đây. Ok, vậy thì đứng đây đi. Phải bảo vệ đồng đội. Vigilance cộng 1. Ok. Vậy. Thiện sự. Ne còn được Vigilance từ cái gì khác không ấy nhỉ? At the end of your turn. Anh nhớ là có một cái gì khác. Đây nè, Fortify nè. Thế thì bây giờ chứ tổng cộng em được 3 rồi. Ú. Vigilance tổng cộng là 3.
mà chưa có cái trigger nào hết cho nên chưa xài được. Ok. Ok, vậy là tổng cộng 3 đúng không? Tại mình round 2. Round 2 cộng 1 là 3. Ok. Đúng rồi. Em sẽ ghi lên cái này luôn. Anh cho em cái biểu tượng và 3 rồi đấy. Số 3. Ok. Cái màu đỏ mình sẽ save cho VG đi. Rồi, xong, em xong được. Ok. Rồi, dạy. Cái chỗ game. Giờ là cái chỗ game sẽ là có một cái source flag mới. Yeah. Ui. Rồi, con heo thấy có vẻ là đồng đội bên kia đang bọc lót khá cứng. Nó hất cằm cho con chim một cái. Oh, thế ngon. Ôi không. Chọc đứt. Vào Hoàng. Sáu đam. Từ từ. Ngoài này vẫn đi giết được. Được thì người nhiều. Athenua, Resistant, Outside rank 2. Đang range 2 anh ơi. Rank 2 thì có. Vẫn còn spell okay. Lên nữa nhỉ. Spellet gì đó. Interrupt 1. Anh có thể Resistance bằng cái Interrupt đấy. Interrupt. Anh chỉ dùng được một lần trong combat hoặc là dùng 2 Aether để dùng lại. Aether thì anh vẫn có đủ 2 Aether. Rồi, anh đủ 2 Aether dùng Aether. Kháng đam trong này không nhớ là làm tròn lên hay làm tròn xuống. Tròn lên. Check được. Lên à? Thế thì là nhưng mà 2 đam, 1 đam, 1 đam, 1 đam, tổng 3 đam. Khỏe lắm. Khỏe lắm. Bạn ấy bay lên mặt trời, mất khỏi bản đồ. Em vẫn cứ biến mấy hòa đấy. Trong một turn. Hiện tại không đang có trên bản đồ. Một turn nữa bạn ấy quay lại. Ngay mà giống chưa đi. Giống chưa fly nữa. Giống chưa fly nữa. Ok, hết chưa? Hết rồi. Turn teleport này, này hơi xa. Thì chắc là dồn năng lượng một thanh kiếm bắn một phát cực mạnh. Ok. Thiên viên thách 6 đủ đến. Ok. Bắn một phát cực mạnh. Ai đi 6 cộng... Rồi. 6 cộng 3. Đúng không? 28 cộng 3 đúng không? Chính xác là anh. Là cái attack nào đấy? Heavy attack. Đây là blitz, blitz hay là no thông ấy? Không, đánh thường. À, đánh thường à? Đánh thường cực mạnh. Ok. Heavy attack rồi. Go. Đứng từ từ. Vậy là 2 đêm 10 chung luôn. Do này attack chưa? 1 đêm 20. 1 đêm 10. 1 đêm 20. Đánh thường cực mạnh. Phi kiếm. Oh my god. Có bùn hay gì không? Dùng resort rồi không? À, gì nhỉ? Không phải, không mặc được. Không có. Oh my god, giáp nó 6. Giáp 2, play như không có bùn. Chít không ghi. Mà hold on, tại sao anh phải đánh thường cực mạnh? Anh có một đống teleport để vào gần dùng khả năng đặc biệt mà. Quên mất. Anh có free action teleport mà. Teleport rồi. Rồi. Thế thì anh còn tốc chạy nữa. Storm hit. Như Aether này là đủ tuôn được 1d6 mà đúng không? Aether là chỉ những khả năng nào mà chỉ những khả năng nào mà có cái chữ infuse thì anh mới dùng. Thậm chí là thay vì cái heavy attack thường anh có thể dùng Nothung này. Basically là có hiệu ứng của một cái heavy attack và cho anh teleport thêm một tí. Nhưng mà nó ghi là range 2 đúng không? Range 2 arc 4 là arc. Từ cái range 2 để anh vẽ được một cái đường ngoằn ngoèo 4 nữa. Vẫn đang nghĩ cái arc mà không biết hiểu arc nghĩa là gì. Arc nó là một cái line ngoằn ngoèo được. Tức là một đường một cua mà có thể được chát được. Từ anh chưa hiểu cái arc là từ có thể vào trang đây là 2 nhé, đúng không? Trang 98 của đây. Sách trang 98 của sách thì anh đặt một cái đây không là đường kiếm nó chém ra đây, đúng không? Có hiểu thế đúng không? Nó sẽ là một đường thẳng xong lũy ngang được anh thì thẳng đi ngang cái kiểu 1 2 3. Wow, technically không đến, but if you teleport say here you can do this. Tưởng tượng là giữa vung kiếm chém xoẹt một cái ra một cái đường vòng cung xong rồi nó bay xuống mặt đất. Và thậm chí trước khi chém anh còn teleport được nữa. Teleport. Không có teleport này nó tính là ví dụ mình chưa đủ rang và teleport lên đủ rang chém được không hay nào? Cái gì ghi trước là anh làm trước. Attack thì khi nào nó bảo attack anh mới attack rồi mình tính. Teleport, đúng rồi. Cứ làm đúng thứ tự thì xây xuống dưới.
The one person down for every four. Okay. Thử thế nào. Để phải... Mời anh thử. Lúc này ở đâu nhỉ? Ở đây như là đây. Thì lên đây này. Năm. Và mình có thể vẽ như này đúng không? Từ 2 vẽ đường 4. Nó là được không theo đường thẳng hay là ấy nhỉ? Anh vẽ ngoằn ngoèo được, nhưng mà trong trường hợp này không nhất thiết phải ngoẽ ngoằn ngoèo. Qua nó đấy rồi. Anh technically có thể vẽ thế này for the meme, I guess. Thế này. Rồi, cho anh lăn lại cái attack với Berlin này. Đây, attack thì vẫn bị 20 hơi cao. Nhầm lờ, lờ gạch. Vẫn thế. Thôi được rồi, thôi được rồi. Rồi, rồi Frey của anh bao nhiêu? Frey là 3, nó ăn 1 đam. Ồ, nó còn Vigor nữa. Thì 1 Vigor, 3 Vigor. Rồi, còn hiệu ứng gì của anh nữa từ ability đấy? Teleport 1, deal 1 dam for any 4 access. Không có, thằng này không đứng cạnh ai thì thôi này. Ok. Chắc là lùi về thôi, teleport 1. Holy crap. Ok. Anh có đang nửa máu bình không? Không, anh không nửa bình. Anh không có comeback rồi. Comeback teleport sao ấy. Rồi. Tạm biệt. Ok. Rồi các bạn cuối cùng đã đứng đúng vị trí. Con heo bây giờ phải suy nghĩ rồi. đàn lúc nào sau tan rồi không sợ. Và hết cái turn vừa rồi thì ability của con heo liền con chim resolve và nó sẽ bay lại xuống mặt đất đúng vị trí vừa nãy. Nó đi được thì nó đi vị trí khác. Đấy tức là nó đáp xuống lại đất thôi. Đúng rồi, nó ra đây nó nhằm nhè các bạn thôi. Ôi. Ủa? Đây bấm lại cái swoop đấy. Cái con chim này hơi khó chịu nhờ. Một giấc cơ chúng ta có gì nào. One action, two strike, attack, arc 3. Xong vào luôn. Ú vặt sợ gì. Lord Degression. Attack that mode. Very cool. Very cool. À, nhưng mà nhắn dính Frey. Đây, cool, very cool. Đúng rồi, trượt Frey. Shove one away. Nó sẽ cho attack vào người đằng sau thì nó mới shove được. Shove one away. Mỗi người nhận 4 đam từ Frey của nó. 1 và 2. Never zero. Về nhất là về đam. Kiểu này chắc một combat thôi. Thế rồi, một combat thôi. Yeah, chắc một combat thôi. Không có nhiều nữa. Chúng ta không có nhiều nữa. Zero nhận đam đúng không? Yeah, do nhận đam. Cả hai. Yeah. Vigilance để giảm đam cho Zero. Vigilance là nói giảm bao nhiêu đam? Muốn dùng bao nhiêu D6 hiện có? Nên dùng nhiều. Giờ đang có 3 D6. Đam là 4. Khả năng lăn được 4 cũng không cao lắm. Là 50%. Sao 50? Lăn được 4, 5, 6 trên 6 là 50%. Ồ, đấy. 50. Đấy, bây giờ dùng 2 cái cho chắc. Tùy. Xe 2 đi. Rồi. Bạn bè mà không lẽ lại đi tiếp. Rồi, còn 1, 2 đến 6. Công nhận đam. Yay. Zero có lại cái 4 máu lúc nãy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vời ông mặt trời. Quá tuyệt vời luôn. Phải đếp lại hit point của mình. Nhận 4 đam là còn 36. Ui, okay. Ba cái Furious Leap nhảy qua đầu của đây. Bùm. Ôi không. Ủa, nó chơi kiểu đúng không? Ủa, nó chơi kiểu đúng. Fly high. Fly high, fly high. When bạn ấy fly high. Fly, chắc chắn rồi, để cho nó vô, để cho nó phá lên đó. Để nó vô. Các bạn mỗi bạn hai đạp. Thành ngữ có thật, when pick fly. Fly. Nhưng mà nó có thể. Fly high cái gì. Rồi, còn tơ đai không? À không, hình như hết rồi, hết vào. Wicked nó không gây đam. Wicked không gây đam. Đúng rồi, wait từ từ, Wicked là cho attack hay là Wicked cho... cho tất cả. Tất cả chắc à. Tất cả không gây đam. Rồi. Rồi xong. Yeah. Rồi nó từ vào chỗ chết, nó từ vào chỗ chết. Đáng lẽ là chỉ cần một rô một thôi được. Cho lấy lại một. Rồi. Tại vì anh cũng quên. Rồi mọi người, nó là tư thế chuyên đẹp luôn mọi người ơi, nó là tư thế nó chuyên đẹp. Game mới mà. Jesus.
Weaken all damage now reduced by 2. Thế là cái trò nhảy của nó bây giờ không còn gây đam gì nữa. Chỉ nhảy thôi. Chỉ nhảy thôi. Nó chỉ fly high thôi. Fly high, bay cao. Round 3. 3 resolve, có ai muốn dùng gì không? Người chơi. Nhưng dùng ngắm ta, dùng tích nhờ ai cũng dùng được mà. Tùy, có một số resolve cần nhiều. Ba chắc chắn là có người dùng được resolve rồi. Sao? Resolve 3. Limit break. Vậy thì em dùng. Thôi thì cứ nên dùng nhé. Cứ nên dùng nhé. Dùng resolve. Vậy thì em dùng nha. Dùng nhé. Ý là có thể giết được con chim tên này luôn á. Không có vỡ nhất không ạ. Thế là nếu như mà cho cách dùng thì cách có thể giết được loại con chim hoặc là con heo ở cái tên này. Ở rằng loại luôn à, tăng vậy. Không tới mức giết, nhưng mà cần một chút setup. Okay, setup rồi. Là dễ á, setup là bạn đi trước, xong rồi em sẽ curtain call, thấy không? Curtain call cần 4 resolve nha, nghĩa là vòng sau. Okay. Thì có thể mọi người có thể save, giữ. Ok, vậy thì nhờ là... em muốn đi trước cái có thể đẩy con berserker xuống dưới hố nếu mọi người muốn. Cho em hỏi một chút, cái personal resolve là không có ok, hiện tại chưa có. Tên này chưa được. Mà tất cả cái combat resolve nó cái là gì, dùng một lần được thôi nhỉ, kiểu dùng cho một người thôi là xong hết. Cái limit break chỉ có thể dùng một lần trong một combat, mỗi người chỉ dùng được một lần trong một combat. Sau một combat, mỗi người tự có thêm một personal resolve. Sau khi dùng limit break thì có thể cho một người nào đấy chưa dùng limit break lần nào một personal resolve. Ok, về thì có limit break muốn dùng không? Còn không thì tạm thời qua đã. Tạm thời để qua sau để là xài bây giờ uống. Ok, vậy thì để qua dùng nha. Để qua dùng được nha. À, giờ tới tên trust lên chứ nha, cảm ơn đi trước nha. Được. Súng cứu hay còn có 7 máu rồi, tối thì nên là giờ là đang tiến đến con heo hoặc lấy con chim mà tốt nhất là 1, 2, 3, 4 là xong. Ok, có thể để cho con này đi. Con heo giờ hết đi được rồi, như đi xuống dưới để chuẩn con để qua. Ok, đang nghĩ xem để hướng nào mà để cho nó cho để về con hướng con so spread được á. Ý là bây giờ muốn con lai thì cứ đẩy con chim vào cái tường của cái hố cũng được á, bởi vì đứng ở dưới pit thì nó vẫn tính con lai á. Đứng ở dưới pit vậy tính là con lai à? Đứng ở dưới pit vẫn đẩy vào cái tường để lên trên pit thì là con lai. Vậy tất nhiên mà từ chim bờ xuống để xuống pit là nó có tính là con lai không? Và đẩy dân lên cái cây. Có nghĩa là đẩy vào cái cây cao hơn so với mình. Đẩy vào gốc cây. Ok, vậy thì để cho con heo đây mọi người xử lý nha. Giờ là đầu tiên là phải di chuyển đã. Cái limit break của Ne cũng khá là ổn để đẩy tất cả mọi thứ. Đấy, khá rẻ, 2 resolve. Nhưng mà em nghĩ là ít nhất thì phải có bloody rồi đẩy nó mới đáng tiền hơn. Chứ giờ đẩy thì nó cũng chỉ di chuyển thôi mà chưa có di chuyển chỗ nào hợp lý được. Ok. Hiện tại là em đang có là 3 ether nha. Em infuse, em đầu tiên di chuyển này. Em di chuyển các mập là về phía chỗ Selky 4 ohm, 1, 2, 3, 4 Selky. Rồi sau đó em infuse cái toàn tính công chức của em, cái vibe, 2 action của em để cho nó mạnh hơn, để cho nó có range shot, nó có thể range shot để em đi vào. Từ từ, từ từ. Là infuse action này. Do cái đoạn này là có thể hơi nhiều, đoạn này là hơi effect, hơi nhiều effect. Ừ, cứ copy ra. Ấy là trên đường chạy qua đó bị trong tầm rampart của con heo nha. Đi ra khỏi, đi trong các ô này là, đi đây là 2 ô, đi đây là 4 ô. Các ô này đều adjacent với con heo. Nó cũng có cả rampart, nhưng mà rampart chỉ không cho dash thôi, nếu mà đi thường thì vẫn được. Tức là hai trong đi từ hai con ô đó là... Đây là 4 ô rồi. Đây. Đó là bộ hồ, bộ quick đúng không? Ok, bộ hồ. Quick thì có cái slip này nè, không có chiếc gờ đâu, thoải mái đi. Hoặc là kéo đâu right có cái slip, đi ra bình thường. Đi bình thường nhỉ, sao? Đi bình thường. Đi bình thường, ok. Đi bình thường, được tốt hơn. Hiện tại là đang có 3 ether, nên đem down ra 3, thì có 3 ether luôn. Sử dụng 3 ether nha. Cho cái gì? Rhyme, ok. Em copy qua.
Rồi, em làm gì về cái rhyme? Em rhyme để tính con vật con chim. Hay con chim mình. Con chim à? Ok. Nó đang stealth em ơi. Nó đang stealth một vài đứng gầy nhỉ? Ok, vậy thì em sẽ... Ừ, vậy thì không thấy có con chim, thấy con heo. Anh thấy hơi buồn cười. Đánh ai bây giờ? Đánh đứa counter mình hay đánh đứa mình counter? Hiện tại là cái rank vậy là có range chip như range 6 rồi. Để chút về cả. Sau đó là em kèm được 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 3, ui. Rồi, đánh con heo đi em. Đánh con heo, yes. À, đây 20, em cần 6. Đừng, em nói đừng, em nói em sợ lắm. Lăng được 5. 15 lần. 15. Đó, đừng nghi ngờ khả năng của em. Đam đâu em? Rồi, ừ, đam 2D8. Cộng 3. 8 đam, 8 đam công phê là 11 đam. 11 trừ 2. Có piercing không em? Không có. 11 trừ 2, 9. Nó có vulnerable anh. Bởi vì là... Có vulnerable, thêm 1 đam nữa. Rồi, sau khi mà sau đó em sẽ để con heo này, em sẽ để con heo này sang bên về cái cục con suspect. Oh, suspect. Bên này à? Ok, sure. Rồi chúng nó sẽ bị nảy, nó bị nảy, nó chúng collide. À, collide suspect. Rồi. Nó bị collide rồi, mãi. Phải thế, nó collide rồi. Rồi, đầu tiên, sẽ chịu hồi thêm hai con suspect nữa. Đầu tiên là chịu hồi hai con suspect ở chỗ nào ta? Ừ. Nên chúng là thêm hai con ở phía trên, phía dưới, từ chỗ con heo đang đứng. Con heo là nó sẽ từ triệu hồi thêm hai con short spice là từ đâu? Spice là từ đâu? Short spice ở trong range 2 từ tiếp trong con heo đang đứng thì em sẽ triệu hồi thêm ở đây thì chắc lại thêm lại cái hoàn. À, collide summon a short spice một con đúng không? Ừ. Lúc khi mà bị trúng là cũng bị rồi. Khi bị trúng như thì là cũng tạo thêm rồi. Giờ bị collide là tạo thêm một con nữa. Tạo thêm. Ờ, trước khi bị trúng là cũng tạo thêm một con rồi à? Dạ đúng rồi, nó cái chuyện nó chiều tao nhiều lắm, giúp em phải để lại. Ok, rồi, hai con, đó, ném hai con vào map. Hai con, hai con trên dưới, rồi ngay cái chỗ mà con heo đang đứng, nó sẽ tự động biến thành một cái pit, bởi vì đang được infuse. Ok, pit, rồi, cái con rồi. Bị collide biến mất rồi đúng không? Anh cho hai cái nữa, thì có thể đặt đâu đấy. Rồi, bởi vì con heo là collide, con heo bị collide vào. Ok, rồi hai con sprite mới của em đặt đâu trong range 2 của em? Nó sẽ đặt vào hai chân chỗ này. Rồi. Rồi con heo sẽ cho nó bị nhiệt kế, nó sẽ bị nhét lên khỏi map và bỏ vào hố của bên cái hố bên kia luôn. Coi như là bị nhiệt vào cái hố lúc này về phía bên trái. Đấy là từ cái gì? Đấy là từ ngay cái hiệu ứng ngay khi mà bị bước trúng soft strike, ngay khi bị bước trúng sân của soft strike. Ok, nó bị soft mà folks are soft too. Holy shit, ok. Có theo nó bị đẩy đi đẩy lại. What? Ok. Và sau đó kết thúc tơ mà em như selfie của em. Mày à. Tôi có selfie của em. Selfie của em sẽ di chuyển em cùng với di chuyển ra lúc đằng sau đi lên fly lên đi. Đó. Ờ, rồi. Đó, đấy xong. Chính thức kết thúc tơ. Đấy nè. Ok. Rất nhiều. Còn có một con source spike của cái ghi sở lúc này bị chuyển. Ok. Ok. Ở đây đúng không? Lúc này nghe dùng á, dùng trong Robin Max á, xong rồi đang có Soul Sprite rất nhiều, rất nhiều Soul Sprite. Ok, rồi, còn gì không ạ? Dạ, hết rồi ạ. Không ulti à? Không ulti, ulti này. Rồi, vẫn giữ ulti, làm rất nhiều trò. Ok, con heo giờ đã ở bên dưới. Bây giờ mò lên là mất 3. Trời, con đứng xa bạc, đã xa gì là thôi. Ok, nó mò lên. Này có vigilance gì không? À, có chứ. Chặt nó nào. Để coi, when a foe breaks adjacency for any reason. À, đúng rồi. Rồi, xong. À, để coi.
qua round 3 rồi cho nên là em sẽ có bây giờ tổng cộng là 2 resolve, lộn, vigilance. Ờ. Em sẽ roll 2 luôn. Ok, 2 đi 6. Nó là damage, không phải đúng. Yep, nó straight damage, 2 đi 6. Yeah. Không tiếc vigilance cho bạn thì cũng sẽ không tiếc cho cái địch. À, có 6. À, 6 ammo 2 là 4, thêm bị vulnerable là 5. Rồi. Rồi, nó sẽ dùng cái full moon vào. Ngay đừng trúng. Ngay tức rớt liền luôn à. Đừng trúng. Nó bị cursed nên là chắc không sao đâu. Chắc không sao đâu. Đây 20 trừ đây 6. Em đang có stealth á. À, đúng rồi, có stealth. À, thì phải nhớ chứ. Rất tốt. Trí nhớ là vũ khí nguy hiểm nhất game này. Trí nhớ. Người quên là nó chết trước. Người nào nhớ. Người quên là chết trước. Đó, nãy mà cách mà quên là xong rồi, cách đi rồi. Vô thần khóc. Thì bản hình. Ok. Rồi. Sai rồi. Bay cao. Rồi, rồi. Rồi, ok. Rồi đánh thường thôi. Cái vẫn có lợi tại cái full moon cần 2 action. Đánh thường. Cao. 11. Oh, curse chắc chắn là trượt. Hai rồi. Xem con này hình như không có true strike, con này không có. Nó mất em hả? Em thì em tiêu bỏ lại cục bom. Thả cục bom. Ok. Đúng rồi. Bom tới rồi. Hàng tới rồi. Thả đâu em? Tự đặt nhá, em di chuyển được cái đấy. Trong này là không có mana thì chưa đã được xài. Teleport 1. Tự di chuyển. Nó hết turn rồi. Ok. Mời người chơi. Để được ai còn đi không? Nghĩ nha. Ủa, teleport 1 em. Từ. Một thôi. Cái lê đi đâu nhỉ? Một đúng không? Để đấy, rồi, đẩy bom rồi đúng không? Đặt bom đâu? Để coi cục bom dục. Bom là sau khi... Adjacent của mình thì phải. Then leave. Có nghĩa là teleport trước, sau đó là để người đang hai của mình. Đúng đấy. Oh, then leave a bomb in an adjacent space mà. Ngay cái em copy. Là cái bên sau khi mình teleport á. À, để... À, ok. Để nó ngay giữa mình nhớ đi. Rồi, mời người chơi nào. Nè đi rồi. Này đi chưa nhỉ? Ai đi để tôi đi. Vừa nãy mấy có siro đi thôi. Nhà đúng rồi. Em chưa đi. Vậy vui chậm lại. Cắt đi rồi nè. Siro nãy đi rồi mà. Cắt chưa đi, cắt mới react thôi. React thôi, ai muốn đi đâu. Ai để tôi. Nghi con anh Hoàng. Còn siro với con em. Mới có cắt đi à? Ai đi trước. Giờ làm gì được ta? Giờ cái con chim là nó đã hình thêm. Nó đã mệt và nó hình thêm và lại hình kiếm mới được. Muốn khóa mỏm con chim thì em phải xuống rồi. Bây giờ phải leo xuống chơi cùng con chim. À, con. Ui, bạn nhớ được nè. Bạn chơi khai phát. Giờ lúc thế này là đang phải nên lấy cái tsunami để con chim xuống. Bây giờ là... Thình phát rồi. Thình. Có ai có kế hoạch gì không? Tôi sẽ đánh cho con chim. Hiện tại là do mấy cái con what source... Nên nghĩ làm thế nào cho con chim được cái slash condition. Nó di chuyển cực kỳ nhiều. Có thể là làm gì ta? À, cái slash là cho cái battering ra, phải đẩy nó, phải di chuyển kiểu này thì không có tới kịp. Giờ đang kiểu đáp lên cho chủ yếu là mấy cái chiêu là chơi tấn công là chỉ có là theo rai nó thôi. Để mấy ông ấy sau cho hay tôi đánh bừa nhá. Tăng là hiện tại là do bị rớ, hiện tại là đang sao quá. Tuy này nó di chuyển phía bên kia, nó xuống phía dưới hết rồi, nhưng nào kiểu xa quá. Thế nào, một teleport này, hai teleport này, đến này. Rồi, đến kiểu con chim thôi phải đó. Solo con chim. Bleed đi. Tôi có bleed trước ra. Hiện tại là con đang có cái ether, có gì infuse được, infuse. Đánh xong vẫn chạy được luôn. Được. Đánh. Ok. Teleport một, rồi một cái sinh ra. Đúng không? Đúng. Đấy, xong mới chạy đúng. Ok thì lead này một teleport một này, đánh con này một phát này. Rồi, vulnerable thành 2 đam. Teleport này 2 đam nữa này. Ok. Con này cũng vulnerable 2 đam.
em xem nào, 2 đề mấy ạ? Đọc xem nào. Ô, quên mất. Cái này là 1 đề này. À, thế thì đứng bùn đúng không? Anh đang ở bên dưới cùng nó rồi nên không được bùn nữa. Ê, thì thôi, đánh bừa đi. Đánh bừa? À, đánh con này chắc chắn có thể là may mắn hơn. Thì 20. Đánh bừa đi. Holy shit. Đánh bừa. Đánh con thấp mà được đâu, đánh con cao. Ủa, đánh con cao trừ 2d6 anh ơi. À, đánh con thấp đi. Chó. Chó. Tại vì xuống dưới rồi đánh con cao là bị trừ 2 curse. Không phải. Con này là 10 vẫn kính vẫn dính đúng không? Ờ thì không được crit thôi, tùy. Lấy chiều rồi. Tùy cho chọn. Làm quá. Ủa mà rồi kít thì nó mất công kích ở trên đi. Mất công kích rồi. Mất công kích rồi thì đánh dưới hay trên? Kết xả lên hết công việc. Này đánh con lợn đi. Đánh con lợn rồi. Đánh con lợn lan 2d6 rồi. Cáo đi. Cáo đi. 2d6 rồi. 16. Cái này thích bot là gì rồi đúng không? 16 là vẫn trúng. Chỉ không crit thôi. Bonus damage là lăn thêm một dice và chọn thay cho một cái thấp hơn. Ok. Nó vẫn tính vulnerable. Tính gì đấy? Tính vulnerable ấy, vẫn là tính đa mà. À không, không, 2d6 vừa rồi là cái curse. Cái dice của anh là 2d8 mà. À đâu, dice của anh là 1d8 actually. À nhầm, đúng không? Dice 2d8 đúng không? Dice 1d8, có 1d thôi. Mà crit là tính gì? Anh có crit đâu. Anh lăn không chìm anh mới crit được. Đúng rồi. Tại lăn hai cái D6 kia, anh vì anh đứng đây này, giải thích này, vì anh đứng bên dưới, anh đánh thẳng bên trên thì anh bị trừ curse. 20 của anh vừa bị trừ 4 rồi, còn 16 thôi, không còn crit nữa. Nếu mà anh đánh con bên trên. Để con nào được crit, con dưới không crit. Đánh con dưới không bị trừ curse thì 20 là crit. Ok, đánh con dưới đi. Để rồi ok. Rồi cho em 2D8. Hai. Vậy là anh lấy có được lăn thêm 2D8 nữa để lấy cái hiệu ứng của nó xong. Oh my god. Oh my god. Đâu cái gì? When you while the die is maxed out, you may reset it to 1, use to empower and use bonus damage and trigger any slay effect, hit or miss. Ok, lăn cho em thêm 1d8 nữa. Anh có slay effect nữa. Có vẻ ability này không có slay. Có slay à? Em wait, có mà, có slay. Có slay anh. Có slay, anh copy cái slay của cái blitz cho em. Và trong lúc đấy thì em sẽ tính đam. 1 với 6 là 7, 7 vulnerable thêm 1 là 8. Đây là được teleport thôi. Bỏ qua đi, đừng dùng. Đúng rồi. Ủa, effect của anh là teleport với điều đam một đống mà. Đúng rồi, kiểu là kiểu lay nó chỉ là đây từ. Đây này, xem nữa. Slay repeat the first effect. First effect là teleport dam. First, một effect là một effect đầu tiên chứ hay là tất cả cái này? Cái effect đầu tiên nó hai chấm là một tràng dài kìa anh. À, hiểu rồi. Ôi, có muốn slay không nào? Ôi, cũng slay được rồi. Tính block đi chưa? Thôi, giữ đi. Block đi rồi anh. Block đi, để nó thì là tăng đôi đam đấy. Có combat skill. Anh không có finishing blow. When used against a block default, this will be reduced to dangerous terrain space in a lightning free. Ok, có. Block đi rồi. Ok, thế thì em hỏi nó một câu. Vừa nãy mà cut cho rồi đúng không? À, không lấy vậy. Hay là Hoàng bảo thôi à? Không, nghĩa là đấy là thuộc về cut. Cho hay không thì thuộc về cut. Anh không quyết định được. Cut cho. Nói cho ngay lúc sử dụng BT nên đâu có. Ok, vậy đúng rồi, phải cho rồi mới được lan thêm cái D8 lấy 6 đấy. Cho hoạt động tiếp đi. Effect, làm lại effect đầu. Tiền thì vẫn dồn đam con này thôi. Đi rồi, dồn đi anh. 1, 2, 3, teleport 1 gây 1 dam, vulnerable thành 2. Teleport 1 nữa gây 1 dam, vulnerable thành 2. Vậy nó đúng ra là hợp nhất rồi. Quá hợp thì nếu không biết con này rồi. À, xem nào. 17 đánh thường phát nữa nhỉ. Cộng phay này. À, rút kiếm ra chém phát nữa. Một turn chỉ attack một lần. Ừ, thế thì teleport xong chạy nhỉ. Mình chưa lên teleport. Look at this guy. Chưa di chuyển phát nào mà đã từ đây đến đây rồi. Xong rồi, bây giờ là đát được không? Đát được 2 ô nữa. 2 ô đến đây. Đúng rồi, anh đi được 4 đô và đát được 2 ô nữa. Ok, Anton. Ok.
đánh thế thôi, rút thôi. Đấy, đấy rồi rút. Rồi. Rồi. Jesus. Rồi, ra con chim của Charlie nào. Rồi, con chim ơi, chim ơi, tha cho chim ơi. Chim bay qua mẫu cát. Cát còn stealth không? Hỏi câu. Không, không stealth rồi. Cũng còn cũng nói có nha. Nếu nếu mà dùng cái react vừa rồi. Đấy cái là đó cái gì? Không, cái đó không phải interrupt. Cái đấy là passive, cái đấy là passive, nó không phải ability. Rồi, vẫn stealth, vẫn stealth thì phải lại gần rồi. Tại sao nó đi sát người vậy? Không, đi sát người này cũng được. Ồ, con này không có weaken, con này chỉ có daze. Ok. Tự nhiên muốn nhốt hai. Sáu đam. Sáu đam thôi. Nó lấy hai cái chân nó cào cào xong rồi mổ đó mổ phát nữa. Và ok. Attack phát nữa nhỉ. Ô, oh, trời. Trời rồi. Ồ, có hiệu ứng gì ở đây không nữa? Save hoặc bị dazed. Có qua không em? À không rồi, dazed. Dazed là trừ vào chính xác. Nó vẽ một đường ở đây và nó xuống đây. Copy paste lại direct cho mọi người. Vẫn thở. Con thở. Con vốn máu con thở. Rồi, cháy. Tránh ra, tránh lập tức đi. Không có chim nữa. Tơn mọi người. Nè hay là cát? Cái này đi cho, sợ con chim đi. Con chim đi. Rồi, con chim đi. Đúng rồi, con chim rồi. Nè có xử được con chim luôn không? Em nghĩ là xử được, nếu mà may mắn. Cái gì cũng may mắn hết. Ờ. Nếu mà may mắn. Thế là không được rồi. Nếu nếu mà em nhảy thế xuống, em soft nó, siêu bass nó, yeah. Thì nó slash yeah. Luôn. Cái đấy không cần may mắn. Để coi, em đi xuống là một ô đúng không? Và đây là 3. Đúng rồi. Yeah, ok, hiểu được, được thôi. Em technically là 4, dưới này là difficult terrain. À quên, xuống đây là 1, là 2, là còn là 3. Thì em vẫn còn một movement nhưng mà vẫn không đi đâu được nữa. Không, thì tại vì em hỏi cái tiếng cái này luôn là đi xuống đây á, thì là vẫn tính là 1 đúng không? Hay là tính luôn là 2? Ê, đi anh trên, không có xuống. Tại vì em nhớ nó chỉ cái wording của nó là sử dụng hai movement để escape đi ra khỏi trong đó. Yeah. Đi vào thì không bị tính là 1. Vậy đây, 1. Còn này là 3. Ok. Shield bash. Battering ram. Mình có cái gì để trợ giúp không? Ôi trời ơi. Không. Thì cứ bash rồi. Em quên mất là em có heroic, em không cần phải collide nữa. Không kể nghe, cái này không chịu được collide. Yeah, nhưng mà ở đây cũng collide mà em. Cái tường ngay sau nó kìa. Thì đó, thế là đã có rồi, nhưng mà tại vì em nghĩ, em mới tính lại là ồ, ha, right. Mình có heroic mà mình đâu cần phải collide đâu. Yeah. Mình luôn luôn có thể kích hoạt cái effect của nó. Yeah. Nhưng mà nãy giờ cũng không có cái nào. Nãy giờ chỉ là không đến gần được nó thôi. Yeah. Ok, D20. Mong là được. Không, cái này có cần phải lan attack roll đâu em. Ủa không phải à? Nó xảy ra thôi. Ồ, ok, nó một action, không phải attack luôn. Tại vì lần này cũng lan được có 2. Ok. Để copy cho mọi người đi. Copy cả 2 cho mọi người. Ít nhất thì xả được cái cục D22 ra. Get it out of the system, yes. Rồi xong, show high space bay thẳng vô tường luôn. Bay thẳng vô tường. Và slash. Được refund. Được refund action. Yes. Nice. Rồi, tức là nó slash là gì đây? Slash là nó không... Là khi nó di chuyển nó sẽ bị dính 4 đam á. Dạ, dạ. Một khi di chuyển à. Mỗi khi nó di chuyển nó dính 4 đam. Ủa, hồi nhiều hiệu ứng trên người nó quá. Ủa, cái này đẹp luôn. Nhiều quá đẹp luôn. Collide của em là gây đam đúng không? Collide của collide Bastion. Không. Ủa có không? Này em. Đúng rồi, 2 đam. 2 đam. Giờ em mới nhớ rồi. Vulnerable 3 đam. Ồ 3 đam, bây giờ nó còn có quarter à. Oh. Nhưng mà con quỷ kia chưa tới bớt đi. Nhưng mà con này cũng sắp chết rồi. À. Saving thôi. Something for next game. Thôi thì heavy attack này. 2 action. Cũng được. Thế vì action là nó là 2 đam, nó 2D luôn, hay là lấy cái D cao hơn? 2D. Lấy D cao hơn mình. 2D, 2D. Heavy là 2D. À, ý em hỏi là cái 2D đó thì mình lấy cái cao hơn hay là mình lấy cả 2? Lấy 2. Cái kết quả. Cả 2. Cả 2. Ok, rồi. À, attack nào, mong là đừng hụt. Nếu như mà nghe đánh trúng 2 cái thì đam nó sẽ to hơn. Không đó nó mùi. Nhưng mà đâu có được attack 2 lần. À, đúng rồi. Well, em có thể dùng Heracool. Cũng được, nó có nhiều hiệu ứng hơn technically. Và nó có two strike, which is important. Đẩy được con heo nữa. Lấy
Để con heo xuống luôn. Mà con heo thì không có xuống được, nó chỉ đẩy. Nhưng mà nó nằm well, cái bơm rồi. Press the advantage. Oh, wait từ từ. Strive. Yeah. Strive. Em thể sốt cộng 1 nữa. Oh, ok. Rồi, nhiều, nhiều ability lắm em. Nhớ đi em. Mọi người nhầm bay. Mình có thể dùng lúc mà con chim vô tường á có sợi boost strength chưa? À, chưa. Có rồi. Wait, really? Chưa mà. Hồi nãy anh không, mà. Chưa. À đúng rồi, đúng rồi. À, anh muốn trừ nữa cũng được, không sao, anh chưa sợ. À, rồi, rồi, rồi. Anh nhớ rồi, cảm ơn em. Em chưa giải mà. Ok, đã solve rồi, cho nên mọi người bây giờ muốn rush thì cứ rush nha. Rồi đi. Master Ultra 1 thì không có ai hết. Full Strength rồi, Strive. Thì được mua rush 1 á. Thấy nó rush 1 thì nó qua chỗ của các người cho người nó mua rồi. Best Advantage á. Best Advantage. Thì mua 1 chạy qua chỗ cát là kích được Steam Master. Được cái gì chứ? Cuối tên. Steam Master. À ok. Ok, đứng này mà vẫn đẩy được nó mà đúng không? Vẫn đẩy vô tường được. Yeah, vẫn được. Yeah, ok, vậy thôi đứng đây đi, đứng hỏi hỏi quên. Rush 1 qua đây. Để anh xem Rush có bị ảnh hưởng bởi Difficult Terrain không? Rush là nó không, nó bỏ qua Difficult Terrain mà. Ok. Không, không anh nhớ không có, nhưng nó chỉ bỏ qua cái Engagement thôi. Yeah, keep going, anh đang tìm, cứ tìm đi thôi. Đây là Rush. Unstoppable and immune damage. Unstoppable, là gì? Mà không có bị ảnh hưởng bởi phải kiếm làm đây immune to all status, không thể bị di chuyển bởi foe và ignore engagement and rampart, chứ không ignore cái difficult terrain, không ignore difficult What? Terrain thế thì không đi ở đây được tại vì em cần hai ô mới đi được. À yeah, vậy thôi. Nói vậy thì sử dụng một action để mà cho ta đất xuống cũng được hả? Cho ta đất xuống cũng được, bởi vì con này cho ta đất xuống cũng được. Cho cái gì xuống? Tôi rút xuống. Ê là con gì xuống chứ? À thì rush đi, ai cấm đâu. Đó là mọi người tự rush mà. Ai đi đầu tiên, người đấy được. Rồi nhảy xuống. Ok rồi. À, cái Heracure nó vào tường. Rồi. D, cái này lăn. Ra 1. Ủa 13. Trúng. Đúng rồi. Đúng rồi bạn ơi. À để coi 1 D6. Cộng 4. D6 cộng 4. Bùm. Là 6. Yếu lắm rồi. 6 trừ 1 thêm nữa 7. Ồ, 2, 7 rồi. Effect đi em. Ok. Bây giờ là trong range 3, Berserker nó sẽ bị đẩy 2. Nó sẽ xuống dưới kia luôn, away from Helion. Nó sẽ đi xéo xuống đây vậy phải. Khả năng cao lắm. Yeah. Còn gì nữa, chúng ta còn một action. Collide, repeatable effect và không còn con nào nữa. Còn một action. You can dash if you want. Ê, từ từ á. Mua lỗi á. Ủa, từ. Từ từ, cái con chim mổ là rank mấy ta? Con chim dính hưởng nhiều quá. Con chim nhiều hưởng rồi. Nhiều hưởng luôn, nhưng mà nó còn chưa chết nè. Nó còn chưa chết mà. Nó chưa chết. Ok. Action point cuối cùng thì sử dụng cho cái... À, cái gì cũng mổ. Cái. Cái gì ta? Endless Battleman. Chọn ai đây? Ai dễ bị tấn công nhất ta? Ai gì? Ai gì? Ôi trời, đừng xuống dây đó, chết đó. Tôi nhìn quá ôm đứng lẻ loi đây, nổ dính hai rồi. Ok, rồi chọn tháp là Ally, Aura 1. Có gì đó sẽ sai. Okay. Ai nhỉ? Có gì đó rất bất ổn rồi đấy. Giống là anh Hoàng cũng vậy. Mình nên đánh có crit hay không nhỉ? Rồi, kết turn vì đứng cạnh đồng đội thêm một vision nữa. Và yes. Passive tự có 1 là 3. Giờ chỉ có thể là mong rằng là khác sẽ sống. Rồi, bạn chim có vẻ sắp nằm rồi, bạn ấy lấy luôn tên nữa. Bạn chọt cát. Bạn chọt cát. Là có phải biết gì không? Biết không biết sao không phải chết nên là... Không sao bạn ơi, còn vô rồi. Oh, wait, từ từ, Wicked rồi, không dùng được cái này, Wicked rồi. Ừ, yeah, Wicked rồi, vừa Wicked xong. Máy, hay. Đừng nói bạn cái này, còn hồ sẵn rồi. Tính nó là có Wicked. Yeah. Tính rồi. Tính rồi. Rồi. Đánh như vậy. Đánh trượt.
Anh trượt à, không bay ra được tại vì rampart của Ne. À, không bay chỉ đi được thôi anh. Anh vẫn đi được mà, cứ đi thôi. Đi cái giờ vui. Anh đi đi cả giờ vui. Rồi dính bốn đam nha anh. Rồi, bộ đam. Đam đam. Rồi chạy ra đi. Em. Giờ đang có vấn đề rồi, đang có vấn đề rồi. Ui mày thấy ra hết tụi mình bỏ đã. Từ từ. Thôi gạch vô Ally with Ability, em nhảy vào về trước mặt. Well, Vigilance của em đâu. Vigilance không mà cast đâu có dính đam đúng không? Không gì. Đó không dính đam thì em đâu có đâu xài chi, nhưng mà em sẽ xài cái Endless Battle mình của em interrupt đem bay vào thẳng trước mặt và em cho con kia 2 đam luôn. Ok. Đó đã đam. Để anh giết. Yeah. Hay tuyệt vời, tuyệt vời. Để cho giết đi. Ừ, cứ giết đã. Ba vậy thì nó tốn action để đi lên nữa. Bay này là để đỡ phải trèo lên. Đó bay lên đây luôn. Ủa đâu mất rồi. Đây. Ủa lộn rồi. Cho giết là được trigger lại. Sao cát số đấy là bù nhìn để trigger ability của này. Đúng rồi, làm lý. Đúng rồi. Giờ có cáp nó mới thử được. Đúng rồi. Rồi. Đi game đồng đội. Game đồng đội mà, game đồng đội mà. Rồi, con chim đã nằm và đến turn mọi người. Còn cáp là nằm dưới đấy nha, đừng lên. Cáp với hố sẵn đi. Ở cáp thì mọi người chỉ cần đổ đất xuống thôi. Rồi đổ đất. Cái gì cho Vigo nha? Rescue, à khoan, từ từ, recover, high action, nhận được Vigor search và xóa các cái status trên người mình, đào xếp lại vào các cái status trên người mình. Recover xong chạy lên, xếp lại luôn. Xếp lại cho cái gì anh chả nhớ, weaken thì phải. Đây 20. Đúng rồi. Hoặc là days. Wow, được full chạy. Mình Vigor, full mình Vigor, là 1/4 máu. 8, 9, 4 rồi. 7. Vigor nó Vigor lên 7. Figure viết bên này này, trong sheet này, em chỉ vào đấy. Chạy, rồi xong, hết tên. Rồi. À, anh Thiện ơi. Ơi. Em xin phép đổi cái máu em thành từ 36 thành 38 nha, tại em quên, em có armor 2, em giảm đam. Ok. Cái này là gọi là... Rồi em tìm gì nữa không? Hết tên rồi đấy. Có ai nữa không? Ai hết cái tên rồi. Rồi, vừa kết tên rồi, thôi con lợn muốn trèo lên rồi. Ba. Lợn đừng trèo lên, lợn hơi đừng trèo lên. 4. Wow, okay. Alright. Con trâu gì đấy? Hết rồi. Ê, yêu tim lại hơn bạn. Hết rồi. Barreling charge high action. Well, high action. Không dùng được. À, tại sao phải trèo lên nhỉ? Bay! Bay cả! Bay! Rồi đi ra đây. Sao mà tổ tỉnh thế anh? Sao mà đi đó luôn vậy? Được anh hiểu. Rồi, full moon bạn. Ôi. Ai vậy? Giết ai vậy? À, giết Hoàng. Ôi. Chưa rồi. Ôi. Chưa cả. Chưa rồi. Số nữa. Vậy tích nhưng mà vậy thì là... Vậy là hoa bên bị đấy à? Đang bay lên đây 1, 2 và yeah, that's fine. 4 vigor và attack is soft one away from berserker. Soft vào đây có bị gì không? Nó có specify là chỉ địch mới bị không? Nhờ có cả đồng minh nữa. Đồng minh bước mà là trên được nhìn lại 2 ô bích luôn. Fly 2 trên được fly. Intentional, okay. Đúng rồi. Con lợn xin phép bay 2, fly 2 tiếp. Từ việc shop vào the red. Hoàng bị fly, Hoàng được fly chứ không phải fly. Hoàng bị shop rồi mà. À, allies shop into it can fly high. Đúng rồi. Không phải con lợn, Hoàng bay high. Rồi. Hoàng bay high đâu đó đi. Hoàng ơi, Hoàng bay ra đâu đó đi. Để có gì là chuẩn bị đầy rồi đó. Không, mất rồi, từ từ. Rồi, 2 tính đi đâu, tính đi đây à? Từ đây. Rồi. Đây là con này mất đúng không? Đúng rồi, con này bị mất. Nó chỉ chiều hơn con khác thôi, đơn giản mà. Alright. Nó còn gì không nhỉ? Nó còn dash note xong.
Ôi sao bà là Dark lên đó. Round 4. Ai muốn dùng limit break thì chúng ta. Mọi người xin hãy để cho thi đấu trước nha. Rồi. Giờ đầu tiên Ryan, I will Ryan you là tiếp tục tấn công bằng đường 26. Ok. Một đường tặng để thảo thôi. Rồi chuẩn bị cho một đón intent nữa. Chắc. Anh em. Chuẩn bị cho một đón intent nữa. Yes. Đúng rồi. Nice. 28, 68, tổng cộng 9 đam. 69 giảm 27. Rồi sau đó vulnerable là 8. Bởi vì cái cuối space của cái line đòn tấn công là một cái tiếp, nên là sẽ được, nó sẽ bị vùng lại bởi vì sẽ bị quyệt lại. Gây thêm 2 đam piercing. Một đam piercing. Infuser. Talent. Một piercing dam twice an area effect to affected character. Một piercing dam là 2 vì vulnerable. Một piercing dam nữa là 2 vì vulnerable. Rồi, xong con kia là nó sẽ bị đẩy sang về phía con spread đứng bên cạnh nó. Soft đi đâu? Rồi, soft xuống cái hàm tiếp. Soft cái hàm tiếp. Đấy hả? Xuống dưới đó. À, dưới cái này, ok. Soft tiếp, rồi xong soft nữa. Mỗi khi bị sốt nữa là sẽ gây thêm một đam, cứ mỗi khi mà bị nữa là sẽ bị gây thêm một đam piercing nữa. Mỗi khi bị nữa là gây thêm đam, cái đấy là từ cái nào? À, clip của Stormbender, clip của Stormbender, the M copy paste one. Ok. Nhưng mỗi lần một đam. Ok, begin one and then deal one piercing damage first. Vậy là thêm một đam nữa, là 2 đam, be vulnerable. Rồi xong tiếp tục đẩy cái con này. Để con này về xuống cái hàng cái hố phía bên trái. Bên nào? Bên trái. Bên trên này. Cho nó xuống cái hố. Hai mà chưa đến. À khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Rồi em có 3 con mới. Copy paste đi em. XD. Chơi ping pong. Range high của em. Range high của em. Rồi. Và xong trên được em trên được thêm một Aether và tiếp tục thêm. Rồi sau đó Selkie sẽ di chuyển em. Selkie di chuyển lên trên này. Rồi xong em là tiếp tục kia. Anh em mình chưa, em chưa di chuyển phải không? Hả? Em chưa di chuyển. À vậy thì này là em đang đứng ở đây. Em đang ở đây thì Selkie có thể di chuyển em rồi em di chuyển vẫn được. Anh di chuyển trong tên. Anh di chuyển bao ô lên đây, còn Selkie thì sẽ cho di chuyển 1, 2, 3 xuống đây. Okay. Kết thúc rồi. Alright. Thêm quả bom ở chỗ dưới con chim. Thêm quả bom dưới con chim. Tại mấy nãy đánh em hụt á. Right. Chỗ con chim. Nghe nó không đúng lắm. Bơm dưới con chim. Sus. Okay. Bơm đi nè. Bơm chừng nào nổ vậy? Chừng nó muốn nổ thì nổ hay sao? Bớt nó là gọi cái tên của Ne là cắt để kết được tên của bất kỳ một cái tên nào. Cắt nó lại được không? Nó bị mất chữ không? Hết tên của bất kỳ character nào thì cắt có thể kích bơm được, trừ cắt ra. Hết tên nghe được không? Hết tên của con heo hả? Hết tên của bất kỳ character nào, trừ cắt ra. Nếu vậy thì đi đẩy xong thì cho nó bùm bùm. Ok. Đó. Của cái bơm khi nổ là sao? Là gì? Rồng này 6, nó ăn như đó đam. Nhưng mà nếu như mà không như vậy thì cũng được. Tại nó ăn được có lần quả hay ổn. Đánh với lại quả gì nhất? Ý là tại bom nó nổ cùng lúc á. Và một con thì nó chỉ ăn một bom một lần thôi. Ok, cách đứng ở đó thì có chết không? Thì dục quả bom ba thôi. Dục kia nó sao mấy con bom ba, nó sao mấy con bom ra. Ok. Nhưng mà nếu nó là ra effect nổ thì cái thằng mình làm. Ok. Vậy thì bây giờ nếu mình đi thì sẽ đẩy cái quả bơm ở dưới lên cái bên con heo. Bây giờ là con heo đi. Quên. Dạ, đó là kẻ địch duy nhất trên bản đồ rồi. Rồi, mọi người ơi. Nếu như mà tới round sau là những caster trong này sẽ được mạnh hơn đó. Những các guard trong này sẽ được mạnh hơn round 5 là có exact. Các tiện có cảm giác là con heo nó sẽ bay qua chỗ mình. Cảm giác này có vẻ đúng. Đúng chưa so good. Con heo này nó sẽ con heo làm gì heo? Loài hại. Nó heo cũng phải qua ra recover bản thân.
Hai action. Dưới đang block đi rồi thì sẽ gain vigor search và nó save lại tất cả hiệu ứng trên người. Oh no. Trượt. Đấy là cho daze. Tiếp theo là cho vulnerable. Hết vulnerable. Weaken. Vẫn weaken. Vulnerable dễ tí, tôi áp tài lại làm sao? Ngon, vẫn ngon. Hết vulnerable là hết cái trừ thêm một đam đúng không? Đúng rồi. Okay, nó có vigor search là 20. Một phần tư. Giờ 5-6 năm. 5-6 máu à? Không có nó vigor thôi. Vigor cũng là 5-6. Bước một bước xuống đây. Theo nhảy xuống hấu. Mới đi chưa? Wait, that's really good. Nó không như thế là vừa hơn là từ ra cạnh bọn được. I mean, sure. Đánh cạnh vì nó thêm một action. Nghe một action. Chiu. Ủa, em tưởng nó recover rồi. Vì nó thêm một action. Recover tốn hai action. Thế dù thêm một action nữa. Đánh dưới đánh lên với lại một curse nữa thì là ba curse. Đúng rồi, curse. Nhiều curse không? Đây sao? Ý là em nhớ là nó có ba cái lận do nó đánh từ dưới pit đánh lên là chừng 2 nữa. Oh yes, that's true. Sức mạnh của trí nhớ. Sức mạnh của trí nhớ. Chưa? Nhớ lại. Rồi sao? Ừ. 8. 5 thì là dưới, 5 dưới 10, 5 bị chân yeah. Xuống 8. Ok, vậy là ne dính Frey, Frey của nó là 4. 4 trừ 2 còn 2 thôi. Và trừ 2 nữa, vì Wiccan. Đó là hết rồi, không bỏ nhé. Đã hết rồi. Con nhà hết cả năng rồi, bị slash và soap. Slash à? Con sen đâu rồi, con sen đâu. Đây à. Slash và soap. Rồi soap tất cả luôn anh. Soap có mỗi mình attack target nó thôi. À ok. Nó không rush được tại vì difficult terrain. Hết tội. Để coi. Không qua bơm cái bên. 1, 2. Để bơm xuống. Tỷ bơm. 3, 4. Ông em đang nói chuyện mình nha. Thật ra có thể cầm cục bom dục xuống bằng reaction đi. Ồ được rồi. Đi vô ô cục bom xong đặt xuống lên. nó có tầm không? Đấy là để coi nha. Ấn Jason đúng không? Jason thì không cần phải vô space của nó luôn à. Phải vào cái ô của nó và sau đó thì vào cuối lượt có thể đặt quả bom ở bất kỳ chỗ nào trống. Cầm quả bom lên là remove nó khỏi tâm battle rồi sau đó cuối lượt có thể đặt ở ô trống xung quanh bất kỳ. À để cái bên thôi. Ok để cái bên của mình. Vào cuối lượt. Ok đây là coi như là mình cầm lên là mình bỏ trong túi đồ của mình vậy thôi. Chỉ cuối lượt thì mình mới đặt. Cuối lượt thì lại ném nó bên cạnh. Tiện để xóa con chim đằng sau đã cho nó rộng map. Ok rồi, từ để điểm lại các trade của mình. Mình đi tiếp theo nhé. Mình có thể bắt Turing Ram nữa nè. Nhưng mà thì nó sẽ bị slash. Rồi nó sẽ thành con heo đứng yên. Hoặc là nó biến thành 2 đam. Slash 2 đam, slash 4 đam rồi. Slash 4 đam rồi. Ok, bắt Turing Ram này. Sau đó mình lấy lại một action, sau đó mình sẽ heal cure nó, sẽ bị weaken. Nó bị weaken rồi. Mình chạy mạnh nếu muốn. Yeah, hợp lý mạnh hơn. Ok, vậy hợp lý rồi. Chắc không có cần cái endless battle mình chi. Cái hiệu ứng của bom là nó sẽ là space của chính nó và tất cả những xung quanh. Small glass, nó là small glass, hình chữ thập á. Hình chữ thập. Chữ thập thì được, chứ dính luôn cả mình thì không ổn rồi. Okay, ý là đứng kế, có gì đứng kế cát xin cái vị trí lần. Sao đứng kế? Đúng rồi. Mà bây giờ đứng lên đi lên không được, sẽ phải đi xuống cho con heo. Còn không thì để tên người khác cũng được, tên nào. Nhưng mà còn nếu mà đi xuống. Còn cái limit break á, limit break. Để anh Hoàng đánh cũng được mà. Đâu cần đi đánh chứ được. Nó dính effect gì đâu. Weaken và dazed. Cho anh Hoàng xuống trước lấy vulnerable kìa. Up lên. Okay. Con heo nó có thể di chuyển cho nên nếu mà cho nó slash trước thì nó sẽ, nếu có di chuyển nó sẽ bị dính thêm 4 đam. Thì đánh đi. Nhưng mà ý là nếu như mà Ne di chuyển xuống để đánh con heo á thì Ne sẽ end turn mà không có đồng minh xung quanh. Với lại giết Michelin thì cũng gần. Nhiều. Các em cần Ne đứng gần á. Cả tiên thở oxy. Mà vấn đề con heo nó phải lên được hả?
Ừ thì nó lên được mà, ý là nó mất 4 máu thôi. Mất 4 máu nhưng mà khi mà đi đứng kế bên nó thì mình đi có ram phát á. Cũng được. Mà nó đi càng khó hơn nữa. Tôi nghĩ nó không biết là nó nổi được đâu. Không biết nó lên được hay không, tính thử đi. Thì chắc chắn là nó không có fly được rồi nó. Heo không bay okay. Được. Ok. Heo hết bay được. Rồi rồi đứng kế bên heo hết bay được. Rồi heo bay được. Con heo giờ là lúc nãy nó cũng đi làm được gì hết, chỉ bay thôi. Bay cũng đâu heo chỉ bay thôi. Ừ. Ờ vậy chị đi. À để coi, 1, 2 nè. Ừ, để coi nó vậy thì được. Shop 2 thì vẫn trúng tường được. Yeah, thì vẫn trúng tường thì thôi đi xuống. Battering ram nó, shop nó và nó bị slash. Rồi. Tương nhiên. Ờ, nó cần lăn đâu, nó chỉ bị đẩy thôi. Cái cần lăn là cái Heracure, cái battering ram thì nó là action thôi. Xong rồi đó. Okay. À nó nhận hai đam đúng không? Collide. Yeah đúng rồi, collide hai đam. Hold on, ammo. No. Oh, em mà ghét mấy con đỏ. Rớt lại lên trên không? Mình cũng là đỏ. Cho nó lên trên nè. Không không, ý là nè có muốn rớt lại lên trên. Em nghĩ là có. À, đâu, đâu được đâu, không được quên quên. Không, nếu mà vậy thì không có được action. Có thể đập nó thật mạnh nhất có thể thôi. Technically đi xuống đây mất 1, trèo lên mất 3. À không, tại vì movement không thể break được, movement không break được. Trừ anh Thiện thêm một điểm. Đánh luôn đi à, đánh theo combat sớm rồi. Thì cũng không còn gì hết, là smart của mình thì không có trung tâm được. Yeah, ok, sử dụng hai action để heavy attack nữa. Khoan, sao mình tính ngu quá ta? Rồi, sao? Rồi thôi. Cái heavy action nó đâu có, heavy attack nó đâu có, mình có range 3 mà nó cần đứng kế bên nó đâu. Đúng rồi đó, tại sao? Đó là cái vật chuyện là đang thắc mắc nãy giờ. Mình nhảy rồi thôi. Đang thắc mắc nãy giờ, tại sao? Ủa, đang range 3 mà. Không, tại vì đi xuống là để cho battering ram, cho nó stash quên. Ok, thì cứ... Đánh vừa đi. Cái đánh đi, đánh vừa, như anh Hoàng, 20. Ờ, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Xuống rồi. Đứng kiểm soát, đứng kiểm soát là vì chúng ta đang hết rồi. Coi, mình là 2D6, 1.4. Hoặc là em có thể cộng 2 thôi để anh khỏi làm cái armor 2, 1.4. Yeah, sure. Vậy là 9, 9 nào. Tổng 9 rồi. Yeah, và em đã xong. Ok. Lên lượt heo. Cái heo làm sao đây? Của nè, cắt sinh nha. Cái gì chứ? Cái breast defense của nè nè, cắt sinh nha. Ok. Do có rush nên sẽ không bị ăn đam thì bị yep. Slash. Và em vô chi thôi, em vô ô đó là nó đánh em. Ơi. Heo lại recover phát nữa là. Nhân vật thừa action, không biết làm gì. Ba đi hai người luôn này. Rồi. Qua, không qua, không qua. Mất cái đầu. Cái đầu là gì? Cái đầu là dazed. Bước ra cái. Ừ, bước ra rồi à? Bước ra rồi à? Ra rồi. Bước ra rồi. Này có làm gì không? À, yeah. À, ủa không, cái này là... Cái này rao mấy? Rao 4 đúng không? Đúng rồi. Rao 4, rao nhiêu nữa? Cái vigilance của em được tăng lên sau mỗi cuối turn, không phải đầu round. Tính đã tính hết rồi. Và cuối tuần vừa rồi của em thì tăng lên được 1 nữa. 4. Vậy giờ em có tổng cộng 4. Xả hết thôi. Right. Xả hết thôi. Xả hết thôi. Biết làm gì. 21. 19. Không có thiếu. Ừ. Em chưa lăn gì hết mà sao anh từ... Anh tự gì vậy? Right. Anh tự nhìn cái 3 đi 20 của anh. Anh cứ đi. Anh cứ chưa hả? Rồi. Anh đi em. Ủa sao anh lên 20 luôn rồi? Recover. À ok. Ok, 46. Ồ, 16. 9 cái 1, tức quá, không hơi kệ. Có 3 cái 6, 5, 6 rồi cũng được. Còn 16 đúng không? 16, ok, rồi, hợp lý. Rồi, nó sẽ bước xuống. Heo lên đi xuống rồi ta. Bay lên. Ủa, xuống quên. Heo cái đi đường vòng. Đúng rồi, tại vì nè đường này nó phải đi được vào. Nó rồi. Hết rồi. Mọi người xả đi. Rồi bắn nó nè. Nó hết hai action của nó rồi. Round này mọi người xả đi. Rồi. Trời ơi, nhiều cơm nè. Đi ra nó mà nghĩ, đi ra nó mà nghĩ.
4. Giờ yeah. Hoàng đi, Hoàng đi hoặc Cát. Ê, chơi mất thùng. Okay. Rồi. Kéo cho phát. Hai đi. Teleport cái rồi chẹp. Lùi lại. Vẫn đi 20 đúng không? Đúng rồi. Kéo lên. 13. Đúng rồi. Thế nào? 2D cũng phải phải là sẽ phải đấy. Phải 3. D8 cộng 3. 2D8 cộng 3. Có lên. 6 điểm. Có piercing không? Không piercing. 4 điểm. Vẫn hai răng thì pretty slot boot hai đi hai đam hai lần một đam hai lần teleport một rồi một đam infuse once per foe ally agentism infuse after ability resolve infuse này thì cần từ còn cái teleport một rồi gây một đam của anh nữa mà từ trên xuống dưới đi anh từ dưới xem nào rồi teleport một đam này đừng nhảy cóc đi anh epic. Ok, thì report. Teleport 1 rồi gây 1 đam nữa. Tại vì có đứng gần 0. Đây. Rồi. Slot 2 safety về. Tổng là 2 đam đúng không? Gram đúng không? Infuse. After ability resolve, release a burst of 2 self flurry of slash. Dealing 1 damage twice to all foes. Ok, 2 đam. Ông ấy có tính attack không? Có tính attack không? Hả? Tính gì? Ông nào nhỉ? Ông Zero này. Có tính attack mới có với thằng này không? Không phải là object. What? Object là đứng cạnh, có tính là đứng cạnh không? Có. Thì điều one dam đúng rồi, điều one dam. Yeah. Gây một dam hai lần. Rồi hai dam nữa. Đây là piercing hết đúng không? Yep. Qua giáp. Rồi em trừ từng cái rồi. Okay. Enter. Rồi cut. Không ai còn tơ nữa. Đấu cơm nhá. Ok. Anh Thiện, em xin interrupt một cái. Yes. Để đưa cho anh Thiện một tin nhắn, đó chính là anh quên trừ cái đam slash 4 đam. 4 đam. Trừ 2 là 2. Rồi. Cách là Simon. Hết người còn tên nữa, vậy là tới em. Đúng rồi. Cái đam slash nó trừ thẳng hay là nó có trừ qua Vigo mình? Checking. Slash. Slash thì như là... Take 4 damage. Nếu nó không nói gì thì qua vigor. À không, thì không qua vigor có nghĩa phải vào vigor trước. Nó phải giống piercing. Ê, chạy qua đánh. Lọc tháo, lọc tháo, lọc hốt cái gì rồi. Cái đây. Ok, thôi đứng recover trước đi. Recover để bỏ cái slash. Một cái slash là... Recover có save qua được. Nếu như mà không có save qua được cũng là thôi là làm ngay từ đầu luôn. 7, rồi. 14. Enter. Wow, 7 có qua đâu. À rồi. Chạy chứ nhận, chạy cả xuống. Ôi, tốc chạy nhanh thì làm gì? 14 trừ 4 rồi. Ủa, 7 trừ 4 chứ? Dạ. Yeah. 7 chữ 4 là kiểu em recover. Vigor nó lên maximum là 1/4 máu. 1/4 à? Ờ. À, nếu vậy thì em sẽ lấy 7 chữ 4 trước rồi em cộng lên 7. Okay. 7 chữ 4 là còn 3 cộng cho 7 lên là... 7, max 7. Cát ơi, xin lỗi Cát nha. Em bỏ bơm vô túi quên nặng con heo. Cái này là không biết phải nói sao đi mọi người. Đúng là vũ khí mạnh nhất game. Chỉ nhớ. Không biết là cầm bom không? Sẽ thấy quả tôm còn trên này. Mày mắt. Đâu thì cầm quả bom. Sẽ không nhát. Chứ không là nhát rồi. Đó, tính bỏ ở đây cho con heo nó bụng. Bánh heo. Con heo gì mới chạy rồi. Nó mới không á. À. Quên mấy cái bacon này. Xác bay sao nào rồi. À, gấu heo sao nào rồi. Rồi, đánh Zero cậy. Ôi, curse. Ôi, đâu mà to. Nó không bị curse rồi, anh cãi mất này rồi. Mất gì? Mất này rồi. À, dạ. Oh my god, so many. Ok. Roll 2d6 cộng 1. 9. 1 mì gà. 9 cho Zero. Đẩy 1.
Rush 1. Đầy à? Đầy à? Yeah. Này nếu như đầy thì... Đến em dùng interrupt nha. Ừ. Phải làm là... Để chút coi em... Rồi em interrupt thì bỏ số này là hợp nhất. Ok. Và mình mua. Wait a minute, it cannot rush like that. It can only rush thẳng ngang. Nó đặt lại đi, nếu mà muốn. À, thế này được không ạ? Rồi, thế này để nó xuống. End là... Ok, nó sẽ dash node. Chính down. Thôi, mọi người. Còn chính down. Chúng ta sẽ đi nốt round này nhé. Thiện nghĩ là hết round này thì chắc là mọi thứ đã định rồi. Vậy thì các em muốn dùng limit break không? Không, chưa xài được cái stack này, muốn dùng. À... Còn ra cuối cùng mà không xài luôn cái rồi. Rồi thôi, vậy thì thôi, xài luôn. Vậy xài luôn nha, vậy thì xài luôn nha. Rồi. Sử dụng limit. Rồi, trust, tám mập, sử dụng limit break của mình, free action, để biến hóa biến hóa thành một người khổng lồ, được bao bọc bởi nước xung quanh, từ nước từ xung quanh, biến thành khổng lồ, bắt đầu tỏa ra aura 2, và biến không aura xung, tích cái cặp không gian xuyên nhìn thành difficult terrain, cho chạy đi thôi. Rồi. 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 Flying for facing, release aura 2, okay. Share space value, character resistance. Rất nhiều buff. Chỉ ra buff nhiều cũng phải đang. Đấy. Giờ em có 3. Giờ make water boy. Water boy, let's go. Có 3 ether, sử dụng 3 ether để... Yeah. 3 ether để buff để xuống luôn. Để cho cái van siêu mạnh luôn. Nên chỉ tí. Đi chuyển này là vừa đủ nhé. Rồi, sao mình dùng cả một đường mai. Cái resolve, personal resolve, siro chai vậy? Cho ai phụ cái personal resolve từ dùng limit break? Wow, về cái combat resolve là, cái limit break là, bởi vì tức là mình là có thể dùng limit break là từ cái combat resolve hoặc là personal resolve được không? Đúng rồi, hiện tại mình chỉ có 4 party resolve. Sau khi dùng limit break xong, mình có thể cho một người nào đấy chưa dùng limit break một personal resolve. À, thì có gì là cho nên nha, mà giờ thì... một hai ba bốn năm sáu rồi học mà rồi đi 20 chết đã. Ôi nice. Cái gì vậy trời? Phải tất là hoàn hiện tại là cái này đang 2D8, vậy thì nó tăng lên là tăng từ 4D8 à? Unfortunately 3D8 thôi, thêm một. 3D8 vậy là cũng rất nhiều rồi, cũng rất nhiều. À, bởi vì là em khiến cho hoa chỉ lúc để coi lại check cho đúng. 3D8 cộng Frey. 3D8 Frame như Frey 3 đúng không? Anh muốn giả thêm Frey 3. Rồi sau khi đó là để qua, để cho nó qua là bốc chú Colan chúng người Hoàng. Và sau đó để kích hoạt để cho nó nổ đam, cho nó nổ một burst đam piercing. Burst đam piercing từ... Từ đâu? Bắt đầu thì ngay bắt đầu từ chỗ... Nổ ngược lại đúng không? Nổ ngược lại. Không, không phải đủ ngược lại. Cái này khi cô la chú ạ. Nhưng cái này là khi cô la chú ạ. Ờ, ok. Với ta mà như cái này thì những tạo hòa thì phải. Làm piercing. Rồi, piercing rồi. Rồi sau đó là piercing. Rồi sau đó tạo ra hai water sprite. Copy paste đi. Talent luôn đúng không? Talent là luôn luôn có mà. Hai phải nữa. Talent. Làm sao cái này copy paste cái đó ta? Bấm vào cái token Ctrl C rồi Ctrl V thôi. Bộ sáng thế đâu ta? Copy paste sao được rồi. Nên là cái gì em bẻ tam nhỉ? Rồi không sao. Đây, range size của em. Dạ, ngay tại hai chỗ này nha. Rồi, ui. Còn ai chưa dùng tơn nữa? Rốt rồi. Cho anh Hoàng đi kìa. Anh Hoàng đi nấu cơm rồi. Hoàng đi nấu cơm rồi. Oh no. À, Hoàng đâu? À không, Hoàng không quay lại. Ủa, không phải anh Ken. Ok. Nè ơi, nè muốn làm gì không? Nè muốn cầm bom chạy qua đó. Cầm bom chạy qua đi. Rồi cho một quả bom từ trước do nổ được. Nổ đi. Rồi. Không nổ đi đó. Nổ sẽ thế nào? Cho nổ đi. Ok, nổ đầy 6. Bùm, 3 đàm. Ủa? Ủa? Em muốn hỏi cái tương tác của cái này. Em hỏi anh Thiện chút. Nó là như thế này, em sẽ tóc qua. Đây, căn bản là nó nói stack dice là nó nói là em phải trigger finishing blow hoặc là slay effect. Còn cái Gallow Humor nó kêu là trigger any slay effect
Thì cái đó có tính là em trigger hay là tính là người sử dụng kỹ năng đó trigger? Cái kỹ năng đấy được trigger. Wow, từ từ. When you trigger a finishing blow, slay effect gain a stack die. Còn cái là thì cái đó có tính là em trigger. Cho đi. Trigger đi. Trigger đi. Trigger đi. Để em nhảy qua nhìn cho nó ngầu chút. Rồi, nhảy. Để nhảy, để nhảy. Từ từ em vẽ thử nha. Rồi. Ví dụ như em mua qua đây. Sau đó em bay chạy chạy vào con này thì được bay hai. Đúng rồi. Phải số 2, phải con lai, con lai. À, con lai, con lai, ok. Đã giờ là không có nghĩa sợ đấy. Muốn vẽ một cái lai như thế này, em vẽ gì được không? Từ chỗ em, nó là... Lai 4 à? Thì ra nó là lai 6. Rồi, tự nhiên. Đến. Nếu lai 6 thì... Chắc chắn đến. Phải tính lại từ từ. Đấy, 4. Ủa đúng rồi. Em rồi. Bởi vì bắt buộc nó phải là 26. Đây là 26 đây. 2, 4, 5. Đây. Mình lại tới. 1, 2, 3, 4. À. Cái... đây. Cái nếp ấy hả? Khổ. Ôi. Gambo lấy 6. 9. Sau khi play xong thì sẽ rớt cục bom. Nó sẽ rớt xuống cái hố xong có cục bom dưới nó. À, rồi bom nổ tiếp luôn đúng không? Em cũng biết nữa. Bom nổ từ từ, finishing phải... blow là chắc chắn rồi. Finishing blow là đánh người mà blood đi. Thì em có cái hiệu ứng đấy. Nếu vậy thì là 9 đang cộng thêm 2 fray nữa là... À, 2 fray thì không được. Nhưng được rồi, 8 máu. Ủa nhưng mà cái special này nó sẽ kích sau khi cái finishing blow kích đúng không? Nó kích theo thứ tự, đúng rồi em. Ok. Rồi. 99 phải nào? 9. 9. Biết liệu. Đúng rồi, biết lắm rồi. Mời em miêu tả sau khi đã bị nó dượt thấp map. Ok, biết. Đó thì với bộ quần áo sọc sệt của mình đó, chạy qua cầm theo cái cục xúc xắc, cục xúc xắc để chơi chơi hôi, để chơi dơ mà nó cầm bây giờ nó không biết là nó có. Nó quăng cục xúc xắc lên đó, cục xúc xắc bắt đầu kiểu tỏ ra magic cái kiểu. Xong cái quăng cái dao tới, nó cái dao nằm vô con heo phát nó nổi. Anh tưởng tượng cái khả năng đép này của nó là cái giải 6 ô đúng không? Nó lăn xúc xắc xong từng cái ô nó sáng lên một như kiểu cái vòng quậy. Là đúng không của nó? Ôi. Oh shit. Rồi. Như vậy là combat này đã kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Một combat bằng nguyên của chơi. Nghỉ. Yeah. Anh đồng ý. Well, that's okay. Thế thì team tối nay anh cho chơi cái combat còn lại, no spoiler for anyone. Thấy cái combat trong này nó khá là chậm. Well, một phần tất nhiên là do mình đều là những người mới chơi game này. Nhưng mà Thiện cũng cảm giác là thậm chí chỉ ở level 1 mà nó, nếu mà so với D&D nó phức tạp hơn rất nhiều. Với lại team mình là team tactical, team com á. Yeah. Team mà phối hợp này. Đồng ý. Ít nhất thì hôm nay mình cũng có được cái cảm giác về chơi combat cái này như thế nào. Nếu mà được so sánh thì Thiện sẽ so cái này giống cảm giác chơi của Pathfinder hơn là D&D. Nó sẽ ít những thứ mà mình sáng tạo hơn, mà thay vào đó là dùng các cái khả năng combat mà mình có, nhân vật mình có. Nhưng mà nó cũng có cái hay của nó. Mọi thứ là nó works together với nhau. Mình suy nghĩ làm sao để nó kết hợp với nhau để tạo hiệu ứng hay hơn. Mọi người thấy
buổi chơi hôm nay thế nào? Nhận xét về game, nhận xét về hệ thống cũng như là nhận xét về thiện dẫn. Anh thấy thì rất là vui, bởi vì đây là anh rất thích cái kiểu mà nó có phối hợp combat nhiều là kiểu là các effect cộng dồn á. Nó tạo ra một cái phản ứng liên hoàn liên tiếp, đặc biệt giữa các player với nhau. Anh thích cái lớn, nhiều khi mà nhìn tự nhiên một người vô cùng khác để nhau, nó thấy vui hơn là D&D cái điểm đó. D&D bây giờ là em chơi là chỉ là quả rồi ít đọc chúng anh thôi, là thế thôi, không làm gì khác nữa, chỉ là nó chịu. Có nghĩa là mọi người tự nhớ các khả năng của mình nhỉ? Chơi chọc là nhớ được. Yeah, literally là cái name nói đùa nhưng mà đúng thật là phải nhớ rất là nhiều. Cho cái này chắc là chơi nhiều thì mình sẽ quen thôi. Có một cái Thiện nhận thấy trong này là mình track hiệu ứng cực kỳ nhiều. Như cái con chim này Thiện vẫn giữ cái token lúc nãy 2 đi thôi. Holy crap, nó có một đống cái token trên một đống cái hiệu ứng trên người. Nên là cái VTT nó phải hỗ trợ và keep track mấy cái effect và nó tự động cộng vô đó, thì em chắc chắn luôn là cái game này, combat game này nó sẽ rất là hay hơn nhiều, rất là vui hơn nhiều. Yeah, I know. Yeah. Kiểu như chứ Foundry hay gì đấy mà nó không giờ vui cả. Thế này là có khi với cùng về cái map nữa, có khi có mấy cái map là nó về cái map nó bố cục như thế nào là nó cũng sẽ trong mấy cái diễn biến nó cực kỳ khác nhau luôn. Đúng rồi. Combat game hôm nay em nhận ra là không nên chạy đi, chạy lên trước mặt người ta đi. Thật sự. Mới vô con heo nó ủi vác nửa ống. Nửa mình, nửa cây. Anh thấy đúng cái hệ thống counter trong này nó rất nặng thật. Dí cho bằng chết được thôi. Hôm trước đỏ thấy đỏ counter vàng xong tự nhiên hôm nay thấy cát đứng riêng lẻ loi với con heo. Thôi sao. Đúng là thấy con heo anh chơi phải suy nghĩ nhiều. Kiểu chỉ cần ne đứng trước cát một cái thôi là thấy một trời khó khăn rồi. Ne dữ rồi. Đúng và đỏ khác giới nhưng mà đỏ khác. Đúng, hai thanh niên lam gây nhiều đam cho con heo nhất này. Kiểu em gây từ đầu đến cuối. Nhưng mà em cũng phải kiểu cần phải có setup là vị trí nhiều. Nhưng mà kiểu mà em bị trong một tư thế bị kẹt vị trí là em không di chuyển được. Giống kiểu như cái rai của em là chỉ bắn từ một điểm ở xung quanh em, ở gần em, không bắn ra. Đó, chính vì đó là nó chỉ phát huy. Thế nhưng mà cuối là có cái object hoặc là cái thiết gì đó thôi. Thế nhưng không có thì đa của em chỉ yếu yếu. Ừ. Lý thuyết thì các vẫn là người gây giam nhiều nhất. 999 đam. 999 đam. Được phát, được phát ơi, được phát. Cách ghi vô kỷ lục. Nó là gây đam nhiều nhất trong một trên 999 đam. 999 cộng mười mấy nữa, ngàn đam hơn rồi không? Hơn ngàn đam rồi. Ngàn đam. Giá trị flex. Trong này di chuyển vui. Chứ D&D toàn đứng chỗ đánh không chuyển mấy đâu. Đúng rồi. D&D có cái gì ta? Opportunity attack, cho nên ai lỡ vô engage rồi đứng luôn. Không có đi. Đúng rồi. Không dám đi sinh nghi. Cho nên cái việc mà cái game này bỏ cái đó thì nó rất là hay. Kiểu như cho mọi người tự do di chuyển, chỉ là di chuyển nó hơi chậm hơn chút thôi. Nhưng vẫn di chuyển được, không bị dính thêm đam hay gì. Nói anh mới để ý đấy, cái map này di chuyển nhiều. Điển hình là cát từ đây lên đây, xong rồi đây xuống đây. hit map có bắt rồi. Không hiểu sao cát là không hiểu sao mà đi nó di chuyển nhanh khiếp luôn, sẽ sợ luôn. Một chạy thôi dưới bản đồ chạy qua chỗ chị. Lúc anh điều khiển con chim nó cũng thật sự thấy di chuyển của nó nhanh thật, thấy annoy anh mọi người. Nó chạy hết từ pin này đến pin kia. Chơi đúng là được chơi icon nó vui. Yeah. Cái narrative cũng vui nữa. Narrative thì nó nặng và sáng tạo, còn cái này thì gần như là ít sáng tạo, không có. Đúng rồi, nó là puzzle. Nhận lắm lúc cảm thấy như chơi cờ đợt. Chess. Di chuyển thẳng. Rồi có đi chữ L. Khuất mạng. Cảm ơn mọi người đã cùng tham gia hôm nay với Thiện tìm hiểu hệ thống này. Cảm ơn Thiện, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn host nha. Yeah. Rất vui. Cảm ơn mọi người vì một trải nghiệm rất là vui.